Một lần nữa, đấu trường âm nhạc lại mở cửa. Chào mừng quý vị khán giả, ban giám khảo và tất cả các thủ lĩnh cũng như đấu sĩ. Những thủ lĩnh của đấu trường âm nhạc ngày hôm nay chính là những bông hoa hương sắc trong làng giải trí. Họ sẽ cùng đấu sĩ của mình tạo nên một đấu trường đầy hấp dẫn và màu sắc. Thủ lĩnh nào sẽ cùng đội của mình đạt được chiến thắng sau cùng? Cái gì vậy Will? Hả? Trời ơi, em biết anh hay rồi mà sao anh muốn hoài vậy? Trời ơi, làm MC chương trình đấu trường âm nhạc đâu phải dễ đâu em. Mình phải biết nhiều kỹ năng, em hiểu không? Em coi nè, lúc mới vô là anh biết boxing nè, đánh đấm phải không? Chèo thuyền nè, đó, chèo ghe, rồi lắc vòng, bán xe đạp, bong bóng. Hôm nay tới đây gì? Múa lụa. Trời ơi, anh Will, anh hay quá anh Will ơi, anh múa đẹp quá. Em thấy anh lăn quăng như con cá bảy màu vậy đó. Ủa, cái này là chửi hay là khen vậy? Dạ khen đó, em thấy anh múa như là vũ công chuyên nghiệp vậy đó. Anh là một ca sĩ chứ phải vũ công đâu em. Nhưng mà anh thấy đẹp mà. Hôm nay đến đây là người ta thi hát, thi thố với nhau là phải kêu là đấu sĩ, em hiểu không? À. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ở một chương trình được mang tên Đấu trường âm nhạc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp ba vị thủ lĩnh là ba cô gái rất tài năng và rất xinh đẹp. Đầu tiên sẽ là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, ngay cả cái thời mà ngày xưa lúc mà Will còn bé cũng đã từng xem phim của chị đóng rồi, và tới bây giờ là chị cũng đóng rất là nhiều phim rất là hay, còn được mệnh danh là một kiều nữ nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp với vị thủ lĩnh đầu tiên, đó chính là nữ diễn viên Ngọc Lan. Ngọc Lan tham gia đóng phim từ năm 2004 với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Công ty thời trang. Sau đó lần lượt chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng khác. Tuy nổi tiếng với vai trò diễn viên, nhưng Ngọc Lan lại khởi nghiệp bằng nghề người mẫu. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên quen thuộc trên sân khấu kịch. Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, hy vọng Ngọc Lan có thể đưa ra thật nhiều chiến lược chính xác giúp đội mình bước chân đến chiến thắng sau cùng trong đấu trường âm nhạc. Trời ơi, chị Lan ơi, chị sinh con xong mà sao chị ốm lẹ quá, bụng nhỏ xíu luôn á. Không có đâu em, tại vì cái nào mà cần che thì chị đã che lại hết rồi em. Mà chị sinh con xong em thấy chị đẹp hơn, đúng là gái một con trong mòn con mắt. Chúng là uống gì? Dạ cà phê nha. Dạ ok. Dạ sữa chị. Ok luôn. Dạ cảm ơn chị. Dạ luôn. Tiếp theo đó là một cô ca sĩ có giọng hát tuyệt vời, kèm theo đó nữa là một nhan sắc trời ban. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Ái Phương. Ái Phương là một nữ ca sĩ xuất thân từ vai trò người mẫu với thành tích giải đồng siêu mẫu Việt Nam năm 2011. Năm 2015, Ái Phương nhận được giải ca sĩ triển vọng tại giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh. Có chất giọng truyền cảm cùng với lợi thế ngoại hình, Ái Phương để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Không những thế, cô còn có khả năng hát tiếng Anh và chơi được đàn piano thuần thục. Với hàng loạt ưu thế và tài năng khó phủ nhận, liệu Ái Phương có thể đưa đội của mình giành chiến thắng trong đấu trường âm nhạc chăng? Và cuối cùng chúng ta sẽ gặp một nữ diễn viên đang được khán giả yêu thích. Xin mời thủ lĩnh cuối cùng chúng ta trong ngày hôm nay, nữ diễn viên Thúy Ngân. Thúy Ngân, một cô gái xinh đẹp của miền Tây sông nước. Thúy Ngân đạt được thành công đầu tiên trong sự nghiệp năm 2009 với giải Á hậu của cuộc thi Nữ hoàng cảnh sức và bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình, lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Tuy nhiên, Thúy Ngân lại bén duyên với nhiều vai diễn ấn tượng, cá tính, đặc biệt, ngọt ngào và điềm đạm ngoài đời, nhưng cùng đất sắc bén thông minh. Thúy Ngân là một thủ lĩnh đáng đề phòng đấy chứ. Hôm nay thì đặc biệt là có Ái Phương, bởi vì Ái Phương đã tham gia vào những tập trước của đấu trường âm nhạc với vai trò là một act chủ bài rồi. Nhưng mà may mắn hình như mấy tập trước là Ái Phương có rớt xuống hố đen vũ trụ bây giờ chưa? May mắn đâu, có rớt. Có rớt luôn hả? Trước khi rớt còn vô thế nữ hoàng Ai Cập nữa cơ. Nhưng mà hôm nay đến ở vai trò thủ lĩnh thì có rút kinh nghiệm được gì chưa? Phương đã rút kinh nghiệm được so với hai người hai bên là Phương mặc đồ gọn gọn để có gì chạy cho lẹ, mà lỡ mà xui mà có rớt thì cũng không sao. Nhưng mà đã được biết là không có rớt, cho nên chỉ có suối người ta thôi, cho nên là cũng đỡ. Không biết là chị Ngọc Lan đã từng vào vai trò là một thủ lĩnh của một đội nhóm nào chưa ạ? Có em. Có rồi hả? Hồi nhỏ là thủ lĩnh của cái xóm, còn là mấy đứa con nít không. Cho nên là rất có kinh nghiệm về vấn đề thủ lĩnh nha. Vậy là áp dụng được vô đây luôn. Được luôn. Còn Thúy Ngân nè, hôm nay đến đây thấy là bạn có vẻ là hiền, nhìn nó rất là hiền đúng không ạ? Dạ, em giả bộ thôi. Em giả bộ thôi hả? Thật ra thì hôm nay là mới đầu nghe nói là đấu trường âm nhạc thì em hơi lo lắng. Là vì em biết chất giọng của em nó cũng khá ổn đó nên... Ổn lắm, ổn lắm. Ngân hát rất ổn nha các bạn. Thường thường thì mình đây là phát sóng cũng khoảng 6-7 gì rồi. Thì tất cả những khách mời trước, những người nào mà có chất giọng ổn á, đa số đều nói là có âm nhạc gắn liền trong tim hay là mình có khả năng cao, đa số là như vậy, ai cũng có chất giọng ổn hết. Dạ, trong đây em nghĩ em với chị Ngọc Lan là hát ổn nhất. Dạ, em nghĩ khả năng cảm thụ âm nhạc của chị là tuyệt vời rồi. Ok, dạ. Là thường thường là ví dụ như chị Phương thì chị Phương là hát được nhiều thể loại âm nhạc, còn em với chị Lan là cảm nhận được tất cả các thể loại âm nhạc. À, cảm nhận thôi đúng không? Cảm nhận. Hát được luôn anh, nhưng mà có điều là tông thì một tông duy nhất. Một chút nữa đây chúng ta sẽ được lắng nghe một ca khúc mà cả ba phòng đều hát chung với nhau. Thì trong ca khúc đó các bạn phải lần lượt nghe các đấu sĩ bên trong từng phòng hát. Nếu mà cảm thấy là giọng các đấu sĩ mình thấy là bạn nào hát khỏe, hát hay, có chất giọng á, thì nhanh chân chạy đến lên phía trên bục trên để giành ngay quyền ưu tiên của đội đó, được không ạ? Và sau khi chọn xong mình sẽ vào trong đó mình làm quen với các đấu sĩ của mình lên chiến lược làm sao mình giành chiến thắng. Và các đấu sĩ của chúng ta sẽ thi đấu 1-1 loại trực tiếp. Nếu như đấu sĩ nào thua là sẽ bị rơi vào hố đen vũ trụ Ái Phương rành nhất. Dạ. Đúng không Ái Phương? Và đội chiến thắng sẽ được quyền lựa chọn đối thủ từ hai đội còn lại bất kỳ, nhưng bài hát chỉ định phải do đối thủ đưa ra. Ví dụ như mà chọn cái ô này rồi nhưng mà lại muốn chọn cái ô khác thì có thể chạy qua được đúng không? Thật ra là mình chạy lên trên đó trước á, thì là quyền ưu tiên của mình không ai được giành hết. Nhưng sau khi kết thúc bài hát, nếu như chưa có nhìn thấy mặt đấu sĩ, có quyền đi năn nỉ van xin để đổi. À, em sẽ không năn nỉ vào van xin đâu anh Will nhé. Và vì em nghĩ là chị Ngọc Lan sẽ không bao giờ giành với em. Tại vì có giành thì cũng giành không được. Thấy cái tướng là thấy giành không lại rồi đó. Rồi để coi, để coi. Là đội nào còn lại đấu sĩ cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng với giải thưởng là 20 triệu đồng và ngôi vị cao nhất của đấu trường âm nhạc. Xin nhắc với các vị thủ lĩnh là chúng ta sẽ có quyền trợ giúp. Đó là nếu mà cảm thấy là cái bài hát đó không đúng sở trường của đấu sĩ mình thì có thể bấm chuông để nhờ quyền trợ giúp của ác chủ bài. Ác chủ bài là những giọng ca thực lực, tuy nhiên cũng có khi họ cũng bóc trúng cái bài mà không có đúng cái sở trường âm nhạc của họ thì họ cũng lọt hố như thường. Chị, cái đó là cái trường hợp lần trước của em á chị. Ái Phương nghe ta. Bé tội nghiệp. Tôi chỉ rớt có một lần thôi mà người ta nhớ mãi luôn đó. Kính thưa quý vị, sau đây là ca khúc mở màn để giành quyền lựa chọn các đấu sĩ của các thủ lĩnh. Ca khúc đầu tiên xin được phép bắt đầu. Đầu tiên sẽ là phòng số 1 hát trước. Sau khi cất giọng lên là được quyền chạy chọn luôn á. Muốn chọn ai chọn. Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chơi bay mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Còi còi nữa kìa. Anh bước trên ngoài đời soi gương, nhìn vẫn hiếm giọng cười. Đời rồi vô sự thân đang cuộc đời cho phép và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lỡ ai, ai lỡ ai, giận ai, thua ai cho qua đi. Cứ vui lên nâng lên cười chết và cứ vui lên nâng lên cô đơn vì tôi còn sớm. Bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đâu vẫn dối bù xù thân béo u nu u nu u á ô ô ô ô. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ vui đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hơn ai, giận ai, ai thù ai cho qua đi. Cứ đam mê dù rằng đời cứ và cứ vui lên vì ta khác khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Như ai đó cầm đèn, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, còn em không? Cứ yêu đi. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều lời cười chê và cứ vui lên vì ta không có đến. Vì tôi còn xa, vì tôi còn hát lên, vì tôi còn biết. Chị Ngọc Lan nãy thấy bên kia hát ồ chết rồi, hay quá lấn cấn nhưng mà vẫn không thể nào mà qua được cái giọng cười bên này nữa. Tôi kết giọng cười đầu tiên bên này nè. Ái Phương cảm thấy cái giọng hát của bên này nghe rất là quen thuộc cho nên nhào lên thôi. Trong khoảnh khắc định nhào lên có người gị lại, lại là phải càng nhào lên nữa. Không, em chỉ giả bộ thôi. Em tính kích chị lên phải không? Dạ. Nãy Thúy Ngân nói là có cái sự cảm thụ âm nhạc rất là cao thâm mà, nên là chắc là cao thâm lắm mới chọn cái phòng cuối đúng không? Dạ, thật ra là em nghĩ là trời sinh một cặp là sinh ra đã định em với phòng cuối rồi. Nên thôi hai phòng trước thì cứ nhường cho hai chị và em nghĩ là phòng em sẽ giành chiến thắng đó mà. Cái gì bà cũng nói được hết á. Thật ra là không có nghe được đúng cho nên rồi. Là còn gì thì lấy cái đó. Đó, dạ. Ngân là vậy. Ban đầu Thúy Ngân bước lên, Thúy Ngân còn hoang mang mà chị. Tới khi mà phòng của bạn đó cất lên giọng hát thì bạn đó mới cảm thấy là hài lòng với cái quyết định của mình. Đúng, nhưng mà rõ ràng phòng em là màu sắc đa dạng nhất. Em vừa ơi, hát dạ. Em cái tường đen thui à, màu đâu màu. Dạ không, là nghe cái âm lượng á chị. À, nghe ra màu sắc luôn hả? Cái này là cảm nhận hơn tôi rồi. Đúng rồi. Bây giờ nghe ra màu. Cái loa nằm bên đây mà nghe được dạ. Hết luôn. Cái loa bên đó dễ đó sợ em. Chưa, dễ sợ chưa. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ các đấu sĩ của mình. Đầu tiên, xin mời các đấu sĩ ở phòng số 1 của chị Ngọc Lan bước ra sân khấu. Mình ôm nhau một cái là đó, tình thương mến thương dễ còn sợ thương á. Và bây giờ xin mời các bạn hãy tự giới thiệu tên của từng thành viên và tên nhóm đi ạ. Tôi là Ngọc Sơn, hôm nay tôi đến đây để lố với đấu trường âm nhạc và đây là thành viên xinh đẹp thứ hai của đội tôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyết Mai. Mình đến đây chỉ với một mục đích duy nhất thôi, đó là được hát với tất cả mọi người. Còn phần chiến thắng thì đã có team mình lo rồi nên mình không phải lo nữa. Và đây là thành viên thứ 3. Mình là Ngọc Khánh. Mặc dù ba chúng mình không cùng đến từ một nơi, không cùng đẻ cùng một lúc, nhưng mà có một cái sở thích rất là lố. Và tên đội của chúng tôi là Thích Làm Lố. Cái bạn áo đen nhỏ nhỏ con á, em cười thử bạn coi. Em căng quá. Em đâu căng lắm đâu anh. Hồi nãy diễn anh cái dắt con vậy nên em phải diễn. Diễn, bé nó diễn, nó dễ thương. Em nghĩ là chị Ngọc Lan chọn sai đội rồi. Vì mọi người ơi, chị Lan chỉ thích lầy chứ chị không có thích lố. Từ xưa giờ Lan lầy đó, nó qua lố á là nó cũng gần lắm em. Chị làm được hết em, đúng không? Đúng không? Chị làm được đúng không? Và bây giờ đến phòng thứ 2, xin mời các đấu sĩ của đội thủ lĩnh Ái Phương lên sân khấu ạ. Người quen. Ủa sao nhận ra được hay vậy? Ủa sao lúc em gặp chị cũng người quen mà sao em không làm như vậy? Dạ em nghe giọng là em biết rồi. Đây là người tình sân khấu của em trong suốt 4 năm đại học. Wow. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Hồng Phú. Em là sinh viên năm 3 của Đại học Nguyễn Tất Thành. Em là một con người yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Tới đây với mục đích là vui là chính, nhưng mà chiến thắng là 10. Đây là thành viên thứ 2 của đội em. Em xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Thái Ngân. Hôm nay em đến đây với tiêu chí là dù lọt hố nhưng em vẫn sẽ cố để thật lố và không bao giờ lọt hố. Mình là Phan Ngọc Lương và mình là một người mạnh mẽ, cá tính nhưng mà không có biết thả thính. Dạ, vâng, và mong cho tất cả quý vị ở đây sẽ ủng hộ thật nhiều cho đội hầm hố. Xin được mời đội của thủ lĩnh Thúy Ngân lộ diện. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đoàn Tuấn. Tuấn có một sở thích là chơi, cho nên người ta gọi Tuấn là Tuấn chơi. Đến với thành viên thứ hai của Tuấn nha. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Tâm và mình có một cái nickname đó là Tới. Và mọi người thường hay gọi mình là Tâm Tới. Tới lắm rồi đó. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lệ Ngọc và ở nhà mình tên hay thường gọi là Bến. Vì vậy cho nên đội của mình tên gọi là Chơi Tới Bến. Em có chơi tới bến không Thúy Ngân? Dạ có, em tới bến, tới nóc luôn. Nên mọi người nghe đội của em mọi người cũng hơi sợ đúng không? Cái cách em nói không hề sợ luôn á. Và bây giờ chúng ta một lần nữa dành một tràng pháo tay cho cả ba đội đi ạ. Bây giờ xin mời tất cả các bạn bước vào trong ạ. Và bây giờ Will và Diễm My sẽ là những người đại diện cho chương trình lựa chọn ca khúc ngẫu nhiên đầu tiên. Và khi tựa đề của ca khúc đó hiện trên màn hình, các bạn phải nhanh tay ấn chuông giành quyền ưu tiên thi trước, được không ạ? Và bây giờ ca khúc đầu tiên xin được phép công bố. Đêm trăng tình yêu. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dễ chăng. Thấp thoáng bao đôi nhật tình đang đủ vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thèm mãi không bao giờ phai. Phòng của Ái Phương đã ấn chuông ạ. Và phòng của chị Ngọc Lan đã ấn chuông. Yeah. Yeah. Ấy vô, Ái Phương đã bấm đầu tiên. Chị Ngọc Lan là bấm thứ hai. Đội của chị Ngọc Lan, em xin phép được hỏi là bây giờ đấu sĩ nào chị sẽ chọn thi đầu tiên ạ? Đầu tiên là sẽ chọn bài Ngọc Sơn. Với cái bài này phải để soái ca áo trắng ra. Rồi, một người biết cười, một người yêu hòa bình ghét chiến tranh. Được ghê luôn. Nói là nói như vậy thôi chứ thật sự ra là một cái đối thủ rất là đáng gờm đó nha đội bên kia. Đây, chúc mừng Ngọc Sơn. Đây là người có cái giọng cười hồi nãy mà tôi chọn đó. À là người này đó hả chị? Ừ, lên hát cái cười không khỏi hát luôn. Rồi bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sân khấu ạ. Xin mời. Cố lên. Cố lên. Và ngay bây giờ phần thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Sao vậy, đẹp lắm. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giống cái giống đang trường dễ sợ. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nỗi tình yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh sao và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào anh đã trao em, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, nhân tình đang đủ vui đắm say thì thầm trao tay đến tay dọn dàng nghe tim ngất ngây tình này cho em lệ mãi không bao giờ phai. Đôi khi chặng đường tặng rồi tình yêu chúng ta những cánh sao băng qua trời xinh lặng lung linh thì thầm này nói với em một lời em có biết được trái tim anh yêu mình em. Tình yêu dưới trăng những tiếng sao bay qua trời đang đủ vui đắm say nhìn hàng trao bay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ôm chi chẳng đừng tặng rồi tình yêu chúng ta những cánh sao bay qua trời xin là những lung linh thì thầm anh nói với em một lời em có biết được trái tim anh yêu mình tình yêu dưới trăng mang bao đôi nhân tình đang đổ vơi đắm say nụ hôn trao tay đến tay duyên dàng nghe tim ngất ngây tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Bác chi chẳng đường tàn soi tình yêu chúng ta những cánh xa băng qua trời xin lặng yên lung linh thì thầm anh nói với em một lời em có biết được trái tim anh yêu mình em. Tôi kêu hai ông diễn mà hai ông đứng một chỗ với hai ông không diễn gì hết. Trời em có diễn quá trời luôn sao vậy anh? Có nhảy luôn đó. Diễn với nhau, mình tương tác, mình đối kháng với nhau, hiểu không? Có lượng sống tá lả luôn nữa. Có lượng sống. Bình thường là sẽ có 13 điểm nhưng sẽ có 7 điểm hiển thị trước. Hiện tại trong 7 điểm này thì đội của chị Ngọc Lan đang chiếm ưu thế là 4 điểm mà đội của Ái Phương là 3 điểm ạ. Cười nhẹ một cái đi em. Còn 6 điểm đó chị Bảy. Đi nhà anh nè. Tự nhiên em cảm thấy sợ hơn rồi anh ơi. Cái đồ sợ gương không có gì phải sợ hết. Mình có nhan sắc mà đâu có gì phải sợ em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Đôi khi chặng đường tặng rồi tình yêu chúng ta những cánh sao băng qua trời xinh lặng lung linh. Cái cảm giác nó cũng rất là đáng sợ. Tại vì nếu mà mình lọt khó đầu tiên sẽ cho chị Ái Phương rất là thất vọng. Quốc gia đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng thu xếp vào đời nhân tình đang đủ vui đắm say. Mà sao kỳ vậy trời. Đôi khi thế giới không công bằng anh ạ. Thôi kệ đi em. Và xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay thuộc về đội của thủ lĩnh Ngọc Lan. Ái Phương ơi, mới vô đã rớt đài rồi. Ái Phương cảm thấy buồn không? Không sao đâu, Phương quen thuộc với cảm giác đó mà. Bây giờ mình phải hỏi giám khảo đi mà, không? Mình có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà đừng có để bị đánh lừa bởi những cái sự khởi đầu như vậy. Tại vì đường dài đâu có biết chuyện gì xảy ra, mình đâu có biết được. 30 chưa phải là Tết em ha. Đúng vậy, hãy chờ đó. Cho Diễm My hỏi ban giám khảo, tại sao lại có cái quyết định vừa rồi là chọn cho đội của thủ lĩnh Ngọc Lan mà không phải là của thủ lĩnh Ái Phương ạ? Thì tiết mục đầu tiên thì chắc chắn là tất cả các bạn đều sẽ bị cái tâm lý để làm cho cái ca khúc không có được thể hiện tốt. Thật ra là cả hai bạn đều không thể hiện tốt. Bên này của đội Ái Phương, đội cái biểu diễn, cái nhảy của bạn đã không ăn nhập với nhịp rồi, nên là cái phần hát của bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Các bạn cảm thấy là mình không có tự tin với lại cái bài đó và không có tự tin với lại những cái nốt của mình khi mà phiêu, thì tốt nhất là nên hát theo cái cách an toàn như các bạn phía bên màu xanh này. Nên là mình đã chọn bạn của đội của chị Ngọc Lan. Và bây giờ xin mời quyền lựa chọn đối thủ của chị Ngọc Lan. Xin mời. Sau 2 tiếng 15 phút hội ý thì đội của Ngọc Lan đã quyết định là chọn đội của Thúy Ngân để mà thách đấu. Sao xỉn niệm vậy? Chọn người ta mà xỉn niệm vậy? Mang giày cao không có quen đó em. Và quyết định là sẽ chọn bạn nam. Bạn nam bên đó với lại bạn nam bên này hát cho nó cùng một cái tông. Vậy thì bên đội của Thúy Ngân sẽ chọn bài hát gì? Bài hát của đội Thúy Ngân là bài Buồn ơi chào My. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Ủa buồn ơi xin chào My. Bên đây hồi nãy chọn là bởi vì có cái giọng cười rất là thích, mà bây giờ hát bài Buồn ơi xin chào My là thấy hơi mệt mệt rồi phải không? Rồi. Hết luôn em, chơi luôn em. Chơi luôn. Mình gì cử em. Và bây giờ sẽ là phần song đấu nhạc phẩm Buồn ơi chào My của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, của thủ lĩnh Thúy Ngân và của thủ lĩnh Ngọc Lan. Xin được phép bắt đầu. Wow. 1. Anh có thấy nãy giờ giám khảo nhận xét anh là đứng yên chỗ không? Giờ anh em mình ngồi hát nè, ngồi gần nhau tới nữa đi anh. Ngồi đây nè. Buồn ơi ta xin chào đi khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi ta xin chào My khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi ta đang lẻ loi. Buồn ơi ta đang đơn côi. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có biết buồn ơi. Anh bớt buồn chưa anh? Em còn buồn luôn đó. Bây giờ mình nằm hát nè. Buồn thiên thu em à. Em thách anh nằm hát với em nè. Em nằm với em đi chơi. Em nằm á. Nằm hát nè. Ai hát trước ta? Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có biết buồn ơi. Buồn hỡi thế nhân là thế, sao người yêu vẫn mãi đam mê. Buồn ơi yêu đương là thế, sao tình ta cứ mãi say mê. Tình yêu cho ta niềm đau. Buồn ơi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Khúc này cho em diễn sâu nha, khúc này diễn sâu nha. Em buồn anh ghê luôn á. Chị thích quá. Cái bài này á Thấy gọi là bài kiểu như tâm sự hai người đàn ông á. Thật sự hai người mà ngồi sáp vô giống y chang luôn. Không, em biết câu chuyện như thế nào rồi anh. Có nghĩa là hai bạn này đang tâm sự về cái chuyện thất tình á. Mà cái người yêu của hai người yêu cùng á, đó là em. Trời. Ủa vậy luôn hả? Đó buồn ơi, tao xin chào My mà, chào em mà. Có gì đó sai sai. Trời ơi trời. Điểm số của chúng ta đang vẫn là 4-3 nghiêng về đội chị Ngọc Lan. Không biết liệu cái ông này là ổng có thắng 2 ván liên tiếp không ha. Và bây giờ xin được phép công bố kết quả của trận thi đấu thứ hai. Xin mời. Nhìn hai bạn đấu đầu tiên á, là Tuấn đâu ngay lập tức quay qua với team mình mà nói là hai bạn này dù ai có thắng, có chọn Tuấn thì Tuấn cũng diệt được hết. Và hứa luôn với anh quay phim bên ngoài là em hứa với anh chút xíu em lên sân khấu em sẽ nằm hát. Và Tuấn thực hiện lời hứa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có yêu đời. Không rồi đâu. Và xin chúc mừng chiến thắng của đội Thúy Ngân ạ. Rồi, đại bày dỗ ạ. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên tôi xin thay mặt ban giám khảo để nhận xét về phần thi vừa rồi. Thì đấu sĩ của đội Thúy Ngân thì theo tôi đánh giá thì là bạn có chất giọng trầm ấm, rất là tình cảm. Còn đấu sĩ của đội Ngọc Lan thì là một chất giọng nam tính, rất là sáng. Nhưng mà với một bài Boston như vậy thì tôi nghĩ theo cái kiểu trầm ấm, tình cảm thì sẽ phù hợp hơn. Nên là chúng tôi chọn đấu sĩ của đội Thúy Ngân. Xin cảm ơn lời sẽ của ban giám khảo rất nhiều. Thúy Ngân ơi, dạ. Bạn sẽ là người lựa chọn đối thủ tiếp theo. Xin mời bạn. Em xin chọn đội của chị Ngọc Lan. Ngọc, chị... wow, triệt tận gốc. Triệt luôn hả? Triệt tận gốc luôn. Chơi luôn em. Và em sẽ chọn bạn nam của đội chị Ngọc Lan. Ồ, nó hát hay lắm đó. Nó hát hay lắm đó. Xin cảnh báo nha, vì sao mà hồi nãy tôi không chọn bạn này ra trước là bởi vì bạn này rất là nặng ký về nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Cho nên là em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, chơi luôn. Rồi, chơi luôn, mạnh mẽ quá mọi người ơi. Xin mời thủ lĩnh Ngọc Lan hãy nêu tên bài hát chỉ định. Bài hát mà đội của Ngọc Lan sẽ đưa ra thách đấu đó là bài Yêu Xa. Yêu xa. Trời đi em. Tôi hát được mà. Em hát không được, em đọc rap cho chị. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Phần thi đấu giữa hai đấu sĩ của hai đội Thúy Ngân và Ngọc Lan xin được phép bắt đầu. Có nhau, hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Bài rồi, đừng diễn nữa. Chúng ta sẽ đến với kết quả ngay bây giờ đây. Hiện tại điểm số vẫn đang có lợi thế một nửa dành cho đội của chị Ngọc Lan. Nhưng không biết là 6 điểm còn lại sẽ như thế nào ạ? Bạn bên đội của Thúy Ngân, mặc dù nói là không biết bài này hát thế nào, cũng không có thuộc, nhưng mà thấy là bạn hát cũng rất là ok mà. Bắt theo được bạn này là nhớ được melody để hát theo này là cũng khá là hay rồi đúng không ạ? Nên là Quyên nghĩ là chúng ta nên dành một tràng pháo tay cho sự cố gắng của bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ được phép công bố kết quả của phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. Thì thật sự cái ca khúc đó là cái tông của Vũ Cát Tường rất là cao. Thôi lỡ rồi mình chơi với một bạn cũng là một bạn nam, hai đứa đều hát cao, chết hai đứa chết chung. Cái cớ sự với sự việc này là do cái cú té hồi nãy đó, là ban giám khảo cộng cái điểm diễn lố đúng không? Đúng em thấy anh Tâm ảnh ok kìa, 50% lố quá là giọng hát, 50% là mà diễn xuất. Thật sự là hồi nãy á, nó ra một cái phiên bản mới của Yêu Xa lần đầu tiên mới được nghe luôn á. Mới dữ lắm luôn. Sáng tạo tại chỗ. Dạ, rất sáng tạo. Dạ, em chỉ muốn nói vậy thôi. Rồi của chị Ngọc Lan, sáng tại chỗ ạ. Chúng ta lại một lần nữa phải lắng nghe ý kiến của ban giám khảo thần thánh rồi. Đúng như lời Ái Phương nói, thật ra thì mình là người duy nhất ở hàng ban giám khảo thay đổi quyết định ngay phút cuối cùng. Đầu tiên là mình đã chọn bạn đội màu xanh. Tại vì bản thân là một nhạc sĩ, mình không thích cách mà những ca sĩ phá bài hát của mình. Thì vừa rồi có thể mọi người coi đó là một sự sáng tạo, nhưng đối với mình thì hát hẳn một cái melody hoàn toàn khác, đó là sự phá bài. Bài hát lợi thế có thể là công cụ để mình chiến thắng, cũng có thể là con dao hai lưỡi. Và chính vì điều đó tôi đã cho bạn đó một điểm trừ. Tuy nhiên thì cái phần cuối bạn đã chết quá đẹp. Đúng như lời Ái Phương nói, bạn đã chết quá đẹp. Cho nên là tôi đã thay đổi quyết định rằng thật sự thì trong vòng này bạn ấy đã hát xuất sắc hơn, biểu diễn xuất sắc hơn. Cho nên quyết định cuối cùng là cho bạn ấy chiến thắng. Xin cảm ơn lời các ban giám khảo rất nhiều. Một lần nữa xin mời chị chọn đối thủ đi ạ. Đưa ra một cái quyết định là sẽ thách đấu với lại đội của Ái Phương. Oh my god. Lần này sẽ là một cái sự phối hợp của một cái cặp đôi trai tài gái sắc, là của bạn nam bên này và bạn nữ bên kia. Bạn nữ đó. Nãy giờ là thấy toàn là cặp nam nam đúng không, mà bây giờ em cũng muốn thấy nam nữ. Đúng rồi. Cho nó có cái màu khác. Ái Phương sẽ chọn là bài hát nào? Đội của Ái Phương xin được chọn bài Em Đi Trên Cỏ Non. Sớm khôi sớm dương mây hỏi rằng có phải sương mai trắng áo trắng ai đi vui vàng bóng dáng thơ ngây. Dễ thương. Trúng tủ đúng không em? Em Đi Trên Cỏ Non. Trời ơi, một cái hành động kìa. Trời ơi, em dẫm nát cỏ hả em? Bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Xin mời. Và bây giờ phần thi đấu giữa hai đấu sĩ thuộc đội của thủ lĩnh Ngọc Lan và thủ lĩnh Ái Phương xin được phép bắt đầu. xuống cổng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Sáng cuối sáng chân mây hỏi rằng có phải sương mai. Trăng ơi đi vui nhà bóng dáng thơ ngây. Cơn gió rùng vàng thôn sớm, cơn gió rùng bông bụi trắng. Nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mắt rười bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối dịnh chiều hôm. Che đứa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thương mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Thương mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Quá đi. Tôi cầm cái khăn rằn ra, tôi tính cho bạn ấy diễn mà tôi thấy hai bạn đó diễn với nhau quá ăn ý nên tôi dẹp luôn khăn rằn tôi luôn. Bé nó diễn nhẹ nhàng ghê hồn luôn. Và bây giờ chúng ta đang có điểm số là 43 nghiêng về đội của Ái Phương. Còn 6 điểm bí ẩn chưa được công bố. Và ngay bây giờ đây, xin mời kết quả công bố phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. Cái hình ảnh mà khi mà mình nhìn vào bạn kia là không có thể nào mà đoán ra là bạn hát bolero rất là hay. Cứ tưởng là hát nhạc trẻ hay là nhạc gì đó mình còn 50-50. Mà khi mà chọn bài Em đi trên cỏ non là mình biết rồi. Em đi trên cỏ non mong đôi ôm bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá trong ruộng rè qua nhịp cầu. Khi mà được thủ lĩnh của mình cho biết là mình sẽ hát được Em đi trên cỏ non của nghệ sĩ Bắc Sơn. Thật sự lúc đó rất là vui sướng vì cái bài hát đó là đúng tủ của mình rồi. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mắt rười bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối dịnh chiều hôm. Mừng quá. Bây giờ chiến thắng thuộc về đội của Ái Phương. Ái Phương ơi, lựa chọn đối thủ tiếp theo sẽ là của bạn. Và xin chia buồn với đội của chị Ngọc Lan, chỉ còn một đấu sĩ duy nhất thôi. Ái Phương ơi, bạn chọn đối thủ nào? Đội của Ái Phương sau khi hội ý đã quyết định là sẽ rất là vinh dự được thách đấu với đội của chị Ngọc Lan. Trời triệt luôn. Thật ra là biết trước luôn. Tụi em, thật ra em đã biết chị Tuyết Mai rồi. Em rất là muốn sẽ là vinh dự để được mời chị ra. Biết trước luôn là đội Ái Phương là sẽ chọn đội bên này luôn á. Chị Ngọc Lan chọn bài hát đi chị. Lan sẽ đưa ra một cái bài hát mà Lan rất là thích. Mà không biết là bạn này có thích hay không. Kệ đi, mình là thủ lĩnh mà, mình muốn làm gì làm, đúng không em? Bây giờ là em có thể hát được cái bài Anh muốn em sống sao để em tặng cho chị không? Được, đúng không? Ok, bài đó nha. Bây giờ, với ca khúc Anh muốn em sống sao, qua phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. từ sâu trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày. Phải chẳng nơi trốn đây để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chỉ anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở im em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cơ và đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chỗ này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh người yêu hả? Thôi chúng ta yêu nhau đi, đến với nhau luôn đi bạn, chơi luôn. Oh my god. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui là năm 2 nghi mà đời của chị Ngọc Lan. Có thể cho Lan nói một chút xíu được rồi, không? Xin mời chị Ngọc Lan ạ. Tại vì lúc nãy khi mà mới vừa nhận đội xong á, là đi vào thì bé có nói với Lan là hôm nay là em không có tốt về sức khỏe, cho nên là có thể là em sẽ làm cho chị thất vọng. Nên đó là lý do mà Lan mãi tới cuối Lan mới để Lan không có chọn bạn đó ra. Tại vì mình cũng để cái người mà có cái sức khỏe với cái giọng tốt ra. Nhưng mà không ngờ là cái bài hát này á, Lan chọn là thực sự ra là không phải là để hai bạn đấu mà là để dành tặng cho mình. Tại vì Lan rất là thích bài này, không biết lý do tại sao rất thích bài này, mặc dù không có thất tình nhưng mà rất thích bài này. Mà không ngờ là khi mà hai bạn ra hát á, thì hai bạn đã cho khán giả với lại đã cho chương trình ngày hôm nay một cái bài rất là hay. Và nói chung là rất là cảm ơn hai em, mặc dù em đang bệnh. Chị Lan ơi, thật ra em cũng xin phép em nói là tại vì á, em đã biết chị Tuyết Mai lâu rồi và em đã biết chị hát như thế nào rồi, cho nên hồi nãy em cũng có nói là nếu mời chị ra được đây mà có một cái màn mà cho mọi người nghe đã, đó là cái vinh dự của đời tụi em. Và thật sự là hai người hát xong em với anh Lương để nhìn nổi da gà quá trời, nhưng mà cảm chị ấy bài giảng rất là hay. Thật sự là kẻ tám lạng, người nửa cân, ai mà rớt xuống thì cũng cảm thấy là nuối tiếc cả. Đúng rồi. Nhưng mọi quyết định thắng thua trong ngày hôm nay đều phụ thuộc vào 13 giám khảo. Và ngay bây giờ đây, xin mời kết quả được công bố. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Xin chúc mừng thủ lĩnh Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan ơi, chị chọn đối thủ nào tiếp theo ạ? Lan rất là thích giọng hát của Luân. Hả? Trời ơi. Lan đã đi làm chương trình với Luân cũng khá nhiều, những chương trình thiện nguyện, cho nên rất là thích giọng hát của Luân, nên là Lan vẫn muốn để Luân lại cuối cùng. Em hết hồn, em tưởng là đợi em thành người vô hình đó. Là bên đây thích bên đây cái đấu, xong rồi thích qua cái đấu bên đây là đợi em vô hình. Thích nha cũng là một bất lợi. Xong lấy nhiều khi đội em thắng em. Đúng rồi. Cuối cùng thắng luôn đó cưng. Đội Lan thì sẽ quyết định là thách đấu với lại đội của Thúy Ngân. Tại vì bên kia còn tới 2 bạn lận. Mình áo đen thì mình đấu với áo trắng đi em ha, cho đội hình nó đẹp. Ok. Vậy là bạn nữ áo trắng. Rồi, Thúy Ngân cũng xin cảm ơn chị Lan là chị Lan đã chọn đúng người. Và em cũng đã định cử bạn này ra. Đây là bạn Tâm. Thì lúc nãy giờ mọi người nghe là nữ hát bài nữ, nam hát bài nam, rồi nam nữ hát chung. Bây giờ 2 bạn nữ em sẽ hát bài nam. Đó là... Bạn này... Bạn này chỉ biết hát nè em. Và ngay bây giờ phần thi đấu giữa 2 đội, thủ lĩnh Ngọc Lan và thủ lĩnh Thúy Ngân xin được phép bắt đầu. Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hướng sang mai yêu chính anh đây. Vì khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sẽ chưa vơi con thấy vào hát ca vui cười. Vì em mang niềm vui tới nơi anh như may mắn nhất trên đời. Đâu chẳng được mấy lâu lại phải xa cách nhau. Có nên nói đâu khi cơn mưa ngâu phùng phá. Đêm về lại mơ mơ vờ còn xa em là nhau. Chỉ là đôi mơ, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Nghe theo mang thêm vội phá. Mong mình thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì cùng em xa em quanh anh chỉ còn lại bóng tối. Chưa đừng ngày mai chờ một ngày. Chuyện ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Đâu có anh làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Phải xa cách nhau. Câu nên nói đâu khi cơn mưa ngâu phùn phá. Đêm về lạnh mơ, sớm dậy lại bờ và còn xa anh là nhau. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Ngờ ngừng khiến anh yêu em không thể phá phá. Anh mong em được thay đổi vì anh đâu. Vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn bóng tối. Mỗi trời chờ một cái tương lai trời. là xin lỗi tác giả của ca khúc này, tại vì em thật sự là em không biết ca khúc này. Và cũng giống như anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nói là nếu như mà thay đổi cái melody thì nó sẽ giống như là tác giả sẽ cảm thấy không vui, nhưng thực sự là em không biết ca khúc này nên là em rất là xin lỗi. Thật sự thì em cũng có bàn với thủ lĩnh của em, thì thủ lĩnh của em cũng có gợi ý là nên hát những cái bài mà an toàn mà em có thể hát hay nhất. Nhưng mà tại vì em muốn thử sức với lại chị đây, tại vì em thấy chị hát rất là hay, cho nên em muốn thử một cái bài nam để cho có thể là nó sẽ có cái cơ hội hơn. Nhưng mà thật sự thì chị làm rất là tốt. Chị cảm ơn em đã an ủi chị. Với sự khá liều lĩnh của bạn Tâm, tuy là liều lĩnh và cũng được lợi thế là chọn bài hát, nhưng vẫn không làm khó được đấu sĩ của đội chị Ngọc Lan, mà thậm chí hiện tại điểm số bây giờ đang nghiêng rất nhiều về đấu sĩ của đội chị Ngọc Lan ạ. Ngay bây giờ đây xin mời ban giám khảo sẽ công bố điểm để xem ai sẽ là người đi tiếp vào vòng tiếp theo. Xin mời. Liều lĩnh chọn một cái bài mà em nghĩ là không phải sở trường của chị Mai, mà cũng không phải sở trường của em. Vì yêu em sao em quên anh chỉ còn bóng tối. Đội của chị Ngọc Lan. Ở thời điểm hiện tại, cả ba đấu sĩ còn lại đều là những đấu sĩ rất mạnh còn sót lại của cả ba đội. Sẽ là những màn đấu rất là kịch tính đây. Ban giám khảo ơi, tại sao ban giám khảo lại chấm nhiều cho đấu sĩ của chị Ngọc Lan như vậy ạ? Tuyền xin bổ sung ý kiến của anh Cường là anh nếu mà bạn đã biết giai điệu gốc nhưng mà lại biến tấu theo một cái chiều hướng là không phù hợp với lại cái tinh thần gốc của bài hát thì cái đó là điều sẽ khiến các tác giả rất là khó chịu. Tuy nhiên còn riêng trường hợp của chị Tuyết Mai nó lại khác, là bởi vì chị không hề biết bài này trước. Tuy nhiên là cái đoạn điệp khúc lần thứ nhất mà cái đoạn chị hát là chị phăng nguyên một cái melody mới, nhưng nó lại rất là vào hòa thanh và nó đặc biệt nó vẫn rất là hợp với tinh thần của bài hát, là cái điểm đó là điểm thứ nhất chị ăn tiền rồi. Cái thứ hai nữa là một cái đó là lúc mà đoạn lên tông, bạn nữ bên đây đã bị đi lệch tông rồi thì chị Tuyết Mai lại là người kéo cái tông lại về đúng vị trí và khiến bạn giúp cho cái màn trình diễn nó trôi chảy hơn. Thì hai lý do đó đã đủ để 12 ban giám khảo ở đây nghiêng về phía chị Tuyết Mai. Xin cảm ơn lần xét ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ xin phép chị Ngọc Lan hãy lựa chọn đối thủ của mình. Đang muốn thách đấu với lại đội của Ái Phương. Mong là hai bạn sẽ cho khán giả ở đây nghe một cái màn song ca thật là tuyệt vời của hai bạn. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Xin mời. Ái Phương, bài hát mà bạn sẽ lựa chọn cho hai đấu sĩ là gì? Đội của Ái Phương xin được lựa chọn bài Ngốc. Và ngay sau đây là phần thi đấu với ca khúc Ngốc. Xin được phép bắt đầu. Nhiều khi anh rất muốn đến bên một ai để không che đi sự yêu đuối, che đi sự yêu đuối. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, hãy vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương, một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ. Đây là màn trình diễn gần như là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong suốt quá trình chúng ta được xem đấu trường âm nhạc, đúng không ạ? Cả hai bạn hòa giọng rất là hay. Chúng ta sẽ đến với kết quả của ban giám khảo, xin mời. Tuyết Mai thì có một cái giọng hát mà nó là nội lực nè, rồi trầm ấm nè, tình cảm, dễ thuyết phục người nghe. Cho nên luôn chỉ còn một cách là phải chọn cái bài thử thách bản thân mình để mong sao lấy điểm từ ban giám khảo để cho mình khỏi rớt mà thôi. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương, một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngón tay, em không phân định được điều gì nữa. Lợi thế của một ca sĩ nam hát bài tông nữ liệu có giành chiến thắng hay không? Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội thủ lĩnh Ái Phương. Diễm My xin hỏi ban giám khảo về quyết định vừa rồi ạ. Thi chọn cho đối sĩ của Ái Phương là bởi vì bạn nam tuy là bài này là tông nữ nhưng mà bạn nam xử lý những cái nốt cao rất là tốt, với lại là hát nghe rất là dễ chịu. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Quyền lựa chọn ca khúc cuối cùng nằm trong tay của Thúy Ngân. Hãy quyết định sáng suốt cho Thúy Ngân. Đội em chọn Không Giờ Rồi. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em. Chơi luôn, chơi luôn luôn thôi. Mời ra sàn đấu nè. Và bây giờ màn thi đấu chung kết trong ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Trời ơi, 12 giờ rồi. Sao mà ngủ hoài ngủ không được vậy trời. Buồn quá. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Thằng nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hỏi anh sao? Không giờ rồi anh biết chưa? Anh biết sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gối chăn ưng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm Không giờ rồi. Vẫn chưa vào nhạc anh ạ. Anh lại cầm tay em đi em à. Mà tay anh anh run thế. Tay lạnh, đứng gần em tay anh lạnh lắm. Tại vì á, anh nghèo lắm, anh không có tiền lo cho em, anh buồn lắm. Nhưng mà em bồng bềnh thế này mà anh vẫn lạnh tay á hả? Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ thôi. Em ơi, rằng trời sinh có, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm Không giờ rồi ta ngủ cho say, mãi đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt qua. Em à, bọn mình bây giờ nghèo thôi, nhưng sau này sẽ giàu có sớm em nha. Sau chương trình này đúng không anh? Và một tràng pháo tay thật to cho cả hai đấu sĩ đi ạ. Trời ơi, hát ngọt như mía lùi. Cô gái này xuất hiện khúc cuối đúng là chất lượng thiệt. Bây giờ là bạn Ngọc có 4 điểm, Luân có 3 điểm. Ây da, còn 6 điểm nữa. Ai sẽ là người thắng cuộc trong đêm hôm nay đây, giành giải thưởng 20 triệu đồng. Trời ơi Phương ơi, hôm nay thà mình ra mình làm ác chủ bài đúng không? Xong thôi, còn làm thủ lĩnh thấy hồi hộp giùm luôn đúng không? Thiệt hồi hộp thiệt, lần trước là mình chỉ có ngồi chờ đúng giống rồi. Như là bây giờ ai hú có tôi đây nhào ra, còn giờ đứng đây hồi hộp thiệt luôn á. Còn Tuyết Ngân thì sao? Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Lúc nãy á, là nghe bạn nói á, là hôm nay bạn bị bệnh. Bạn bị bệnh, cái giọng của bạn hát không được. Thúy Ngân rất lo lắm. Đang suy nghĩ trong đầu không biết có nên chọn ác chủ bài ra hay không. Tại vì lúc nãy giống như anh Bill nói là trong phòng nghe một giọng nữ rất là văng vẳng, rất là hay, rất là ấm. Thì mình nghĩ là chắc bạn này không thể nào, nên quyết định không chọn luôn. Dù biết là bạn bệnh và rất may là giọng bạn hay quá. Nhưng mà không chọn ác chủ bài là đúng. Nếu như chọn là bạn này sẽ không được hát luôn. Đúng không ạ? Dạ. Phải chọn để bạn thể hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay á, Phương thấy á, là ai bệnh á cũng hay hết trơn á. Ai bệnh? Ai mà quảng cáo là bệnh cái chỗ ra xuất thần luôn. Xuất thần. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ biết được kết quả xem đội của thủ lĩnh nào sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Xin mời. Bài hát Không Giờ Rồi thì không phải là bài hát mà Ngọc chưa từng hát, mà bởi vì là tông rất là cao mà Ngọc thì đang có vấn đề về dây thanh quản, vì vậy nên là Ngọc rất là sợ, dù là không tự tin mấy với ca khúc Không Giờ Rồi vào thời điểm này, nhưng mà Ngọc tự tin rằng là Ngọc sẽ mang lại chiến thắng cho đội của mình. Thúy Ngân hãy tin tưởng vào Ngọc nhé. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho em gối chăn ưng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tôi. Cái dòng nhạc của Lero nó chưa phải là sở trường của mình, cho nên là khi mà Ngọc chọn bài đó là có một thử thách rất là khó rồi, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng phải hát thôi. Em ơi, rằng trời sinh voi, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm Nguyên Khang. Ngày hôm nay chúng ta đã lắng nghe được những ca khúc rất là hay, những giọng ca rất là thực lực, đúng không ạ? Ai cũng nghĩ là chắc là các thủ lĩnh hoặc là các ác chủ bài sẽ là những người có giọng ca tuyệt vời, nhưng không, các đấu sĩ cũng là những chiến binh tiềm ẩn có những giọng hát rất là hay. Một lần nữa xin chúc mừng nữ thủ lĩnh Thúy Ngân đã giành được giải thưởng cao nhất là 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời các thủ lĩnh còn lại cùng các đấu sĩ bước lên sân khấu để chung vui với Thúy Ngân. Xin mời. Chiến lược cũng là một yếu tố quan trọng chương trình này, và xin chúc mừng Thúy Ngân. Hôm nay rất là hay. Đó chính là hai người mà Như rất là yêu quý. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với diễn viên Ngọc Lan và diễn viên Thanh Bình. Em chào anh chị. Đầu tiên thì cho Thanh Bình và Ngọc Lan gửi lời chào đến tất cả khán giả đang xem truyền hình của Đài Vĩnh Long, cũng như là tất cả khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Chị Ngọc Lan có nói với em là ơi anh chị có cái gì đâu mà khai thác, thì em mới nói là chương trình này có một cách khai thác rất là riêng, rất là hay. Hãy cùng đến với phần đầu tiên của chương trình. Xin chào. Xin chào anh chị. Anh Bình, anh biết không, đối với em đó, chị Lan rất là cá tính. Cái đó là chắc khỏi nói, ai cũng biết mà. Ai cũng biết. Vậy anh yêu chị vì cái gì? Thực ra thì Bình với Lan trước khi đến với nhau đó là hai đứa có thể nói là bạn bè giống như tri kỷ vậy đó. Tới bây giờ thì hơn 10 năm mình cũng chứng kiến khá là nhiều cái bước đi của Lan. Để nói mà tại sao yêu Lan thì nó dài lắm. Nhưng mà cơ bản thì mình chỉ nhắc lại một chút thôi. Cái này mình cũng đã từng nói, đó là mình yêu cô ấy nhiều hơn sau mỗi lần vấp ngã của cô ấy. Cô ấy là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà đâu ai thấy được giọt nước mắt đằng sau lưng của những cái biến cố đó. Cho nên là mình cảm thấy mình có thể là người đồng cảm để chia sẻ được. Cho nên là nó là một cái thứ tình cảm được nuôi dưỡng từ tình đồng nghiệp, mến mộ vì cái đẹp, vì cái tài năng, vì nhiều thứ khác nữa. Mà đến một cái thời điểm thì mình mới nhận ra là yêu đó. Cái đó là yêu á. Em nghĩ là trong thời gian đó anh phải có yêu, nhưng mà có thể là vì cái sự tự trọng hay cái gì đó mà nói ra lỡ cô ta không có thương mình rồi sao. Thì nói thẳng luôn đi, ví dụ tại vì thời điểm đó Lan cũng đã có bạn trai. Trời đất ơi, mà trong thời gian đó em nghĩ rằng chị cũng phải cảm nhận được cái anh chàng này có gì với mình, đúng không ạ? Không đâu. Không biết hoàn toàn không tới đâu. Mình giống như lợi dụng anh Bình vậy đó. Trong những cái lúc mà mình buồn, những cái lúc mà mình cô đơn, hoặc là mình gặp một cái vấn đề gì đó trong công việc, trong cuộc sống, là mình lại lôi bạn này ra để mà mình trút. Bạn thì không phải là ít, nhưng mà để có một cái người để mình có thể nói được hết tất cả, thì đây là một trong những người đó. Anh Bình thực sự là một người rất là đàn ông, cho nên là anh chỉ nghe thôi. Khi mà mình xảy ra một cái chuyện gì đó, mình chỉ cần một cái người chịu ngồi nghe thôi. Nhưng mà thực không có gặp nhau đâu, toàn là chat không à. Đó, thì mãi cho đến cái giai đoạn mà cuối của 10 năm á, thì mới bắt đầu là để ý. Thời điểm đó thì cũng có thử, tại cơ bản cũng rất là đẹp trai, nên là con gái mà ai cũng mê trai đẹp. Cho nên là nói là mình thử mình đến với anh chàng này thử coi sao, nhưng mà lúc đó là xong rồi cô ơi. Không, lúc để đó để nói có một giai đoạn á, là Lan có nhắn tin rủ đi đi ăn, lúc nhưng nào mà cũng kể không vụ đó đi đó. Thì mới nghĩ là trời chắc có bạn gái rồi nên thôi. Đó thì sau đó 1-2 năm sau thì mới là chính thức đến với nhau. Rồi 1-2 năm sau lần hả? Ừ, khá là dài luôn á. Thậm chí là 2-3 năm nữa. Thật ra như thế này, cái điều mà em muốn hỏi anh nhất đó là khi mà anh đến với chị á, là anh đến vì cái gì? Vì sự từng trải của cô ấy à? Người ta hay nói là hãy yêu một người đàn bà cũ. Không phải là mình lựa chọn Lan, mà mọi thứ nó đến rất là tự nhiên, giống như mình nuôi dưỡng nó vậy đó. Dạ. Người ta nói là hãy yêu người trong nghề bởi vì họ sẽ thông cảm cho mình. Nhưng cái sự nhạy cảm đó, nó có phải là khoảng cách, nó có phải là cái ranh giới, nó có phải là cái điều mà chúng ta cảm thấy là không được thoải mái với nhau không ạ? Đối với bản thân Lan thì Lan thấy rằng là yêu người cùng nghề thì nó sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Bởi vì cái nghề của mình là một cái nghề khó có cái sự đồng cảm và thông cảm. Thậm chí những giọt nước mắt của mình khi mà mình rớt ra ở trong cái môi trường thực tế, người ta cũng chưa chắc người ta đã tin. Thì cái đó là cái gút mắt lớn nhất của những cái người nghệ sĩ khi mà trong cái giai đoạn yêu đương. Em thấy anh chị nãy giờ nói chuyện rất là ngọt ngào với nhau rồi. Nếu như mà cho thang điểm là 100 điểm, chị hiểu như thế nào về anh Bình? Này gài nè. Này gài để hai chồng gây lộn hay gì á. Để mà hiểu nhau thì có lẽ phải cần cả đời. Chưa chắc à. Cho nên là trải qua mỗi một ngày, trải qua những cái xung đột trong cuộc sống thì nó sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tính tới thời điểm này á, 10 năm bên nhau và 3 năm sống chung với nhau thì Lan nghĩ là Lan hiểu anh Bình được cỡ 70% không ta? Rồi 70% là một thang điểm an toàn rồi đó chị. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái thang điểm nó có thật sự an toàn với chị Ngọc Lan và anh Thanh Bình hay không. Hãy cùng đến với chúng tôi phần thử thách. Ở phần này á, là anh chị cố gắng nha, mình lớn rồi mình chơi không ăn gian, mình không có nhìn bảng của nhau, không gợi ý cho nhau nha, không có nhắc nhau nha. Với 10 câu hỏi thì nếu như anh chị trả lời từ 7 trở lên á, anh chị sẽ thắng và anh chị sẽ được thưởng vào cuối chương trình. Còn nếu như anh chị thua thì anh chị sẽ bị phạt và vẫn được thưởng vào cuối chương trình. Cái kiểu gì cũng có thưởng nhưng mà dạ. Rồi sẽ có phạt, bây giờ đến với câu hỏi đầu tiên, đó là Thanh Bình nấu món gì ngon nhất? Dễ quá à. Trời ơi. Tại vì đây là cái món cua nhau đó. Rồi chúng ta hãy cùng đến với món cua nhau để cưới. Cho em xem đi ạ. Sao vậy chị? Tại vì đây là cái món mà lần đầu tiên anh Bình qua nhà anh Bình làm. Vụ đó. Thật sự là khi mà ăn cái món này của anh Bình xong là không có muốn ăn bất kỳ một cái món trứng chiên nào của người khác chiên á. Không biết là ảnh bỏ cái gì trong đó hay là như thế nào, hay là tại bỏ thương quá không chị ơi, tại chị mê ảnh đó chị ơi. Câu thứ hai, phong cách thời trang yêu thích của Ngọc Lan. Biết không? Không gợi ý nè, không có biết không người ta biết hay không kệ người ta. Quá này 5, không biết. 4, mình 3, đi chung chung thôi, 2, mình đi cụ thể 1. Gì hết. Câu này chắc chắn quớt nè. Chị cho em xem kết quả. Anh ơi, mặt đẹp. Mặt đẹp là thích, đúng rồi. Chị Lan trả lời là đầm nha. Gì? Thật ra là mẹ tính ghi là đầm công chúa lấp lánh rồi. Một câu điểm nào của Louis giống Thanh Bình nhất? Cái phần này hay nói giống đó. Một cái thôi hỏi nha. Về tính cách cũng dễ lắm. Tại... ok. Rồi, cho em xem kết quả. Ủa sao kỳ vậy? Mắt. Trời ơi, cũng mắt nó giống em mà nói gì? Mắt nó giống ba mà nói gì kỳ vậy? Thật ra nếu mà hỏi về tính cách thì rất là dễ hơn là Louis nhây lắm. Nhây mình lắm. Câu tiếp theo. Sở thích của Ngọc Lan khi rảnh rỗi là gì? Rảnh rỗi nó giống lúc buồn á. Đừng gợi ý chị. Cho em xem kết quả. Xem phim, nghe nhạc tuyệt vời. Đây là hai cái thú giải trí hoàn toàn khác nhau. Ừ ha, tỉnh bất giác cho mình quên cái đó ta. Dạ không sao cả chị ơi, dù sao mình cũng trả lời sai rồi. Mới có 10% mà mọi người ơi. Lo cái gì mà lo. Bộ phim đầu tiên của anh Thanh Bình đóng tên là gì? Dễ quá rồi. Ngõ vắng tuyệt vời. Câu số 6. Môn nữ công gia chánh nào mà Ngọc Lan giỏi nhất? Câu trả lời là anh không biết làm gì hết, lấy đâu mà giỏi, không giỏi cái nào hết. Trời đất ơi, thấy thương quá vậy trời. Vậy là chị biết đóng phim lắm luôn á em. Chị thấy cái đó là một cái gọi là bất hạnh của chị luôn á. Không làm được gì hết, biết làm gì. Làm biến. Rồi, câu này phải trả lời, em đếm từ 10 đến 1 là phải đưa bảng cho em nha. Thanh Bình nói câu anh yêu em gần nhất khi nào? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Không kêu. Trời khó quá em. Ở nhà ai là người đi ngủ sớm nhất? Đầy đủ nha. Rồi Louis, đúng rồi. Bé Louis gọi tiếng ba lần đầu tiên khi nào? Cha sao nhớ ta? Một mốc thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lúc biết thì lúc biết đi. 6 tháng là chia rồi, 3 đó không nhớ hả? Thật ra thì cái câu này có thể được tính điểm nha. Tại vì Louis 6 tháng là nó đã dịnh cái thành nó bắt đầu nó đứng lên. Và cái ấn tượng đó là anh Bình mở cửa bước về là nó dịnh, nó đứng lên và nó ba rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà chương trình của em là câu hỏi nó xác định rõ ràng về thời gian đó chị. Nên chịu khó nha chị, giải thích mình lên phường nha chị. Rồi câu số 10, điều Ngọc Lan sợ nhất là gì? Điều sợ nhất à? Rồi thôi. Con vật gì đó được. Ok. Rồi cho em xem đáp án. Tôi không biết có viết đúng chính tả không nữa chứ. Con trùng, trùn. Hai con trùn hay con trùng? Trùng. Cái này trùng hợp mà. Con trùng hay con trùn? Rồi tuyệt vời anh chị ơi. Em cảm thấy rất là vui khi mà anh chị, lúc nãy chị Lan nói là đã hiểu được 70%. Em rất là lo lắng bởi vì em sợ bị phạt. Nhưng may thay họ chỉ trả lời được 50% thôi. Hình phạt sẽ có 5 thức uống tượng trưng cho 5 mùi vị trong cuộc đời: đắng, chua, cay, mặn, ngọt. Các khách mời phải bịt mắt và chọn một thức uống cho mình. Xin mời. Đầu tiên là chị Ngọc Lan. Ê, em nắm tay chị qua đây nha. Đây, chị có thể rờ nó. Đó, chị hãy rờ đi rồi chọn nha. Rồi, chị có thể ngồi xuống. Một cái chai nó bằng miệng, một cái nắp bằng nhựa. Dạ mình không phải chơi trò đón vật đâu chị, nên chị cũng phải ngại đúng không? Dạ, cái nào cũng được ha. Thì cũng như nhau thôi mà. Có thôi, một cái bên này đi rồi. Anh chắc chưa? Chắc là ngon lắm đây. Anh chắc chưa? Anh chắc chưa? Thì giống nhau hết mà thôi, đại thì giống nhau hết. Còn. Rồi anh lấy đi, anh lấy ra. Dạ cái giọng cười này sao thấy ghê quá vậy? Bây giờ mình mở ra mình uống đi nè. Này nước sâm đúng không? Uống nhấp môi nha. Nhấp môi nha, vẫn bịt mắt nha. Xá xị mà. Ý, cái mùi giống mùi ớt chuông quá. Ý, cái gì vậy? Trời uống hết luôn. Ủa, cái này xăm mà. Chị đúng uống không? Nhiệt tình quá vậy. Em biết, cái kia rồi uống mở ra được rồi, mở ra được rồi. Trời ơi, thương quá à. Anh mới uống gì vậy? Xăm đắng. Cà phê đó anh. Xăm đắng. Xăm đắng, xăm đắng. Trời ơi, nghe được mùi cà phê luôn hả? Không, cà phê này ngọt quá. Hình như hồi nãy là uống ớt chuông đúng không? Đúng rồi, ớt chuông. Ớt chuông. Không, ớt chuông uống thì tốt cho tóc lắm. Nè chị, mình uống hết không? Không, cũng không nên, tại tóc tốt rồi. Tóc tốt rồi á. Này đẹp quá, hồi chương trình cho luôn nha. Lấy đi chị. Mỗi lần khách mời tới là mất một cái hả? Chúng ta đã vượt qua được một cái hình phạt cũng khá là dễ thương. Anh, hôm nay mới biết được đó là có một thức uống gọi là xăm đắng ha. Xăm đắng. Trời đất ơi là trời. Chị ơi chị mà mấy 4 màu cái đẹp vậy đó, tự lựa chúng cái màu đen thui vậy đó. Mùi cà phê mà. Mùi cà phê mà xăm đắng ngang ngược hả? Đã xong cái phần hình phạt rồi, chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần mà nó sau những cặp tri kỷ thường khi mà xong cái phần này cảm thấy rất là chơi với nhau và có thể là buông tay nhau. Chúng ta hãy cùng đến với góc soi mói. Góc soi mói, anh Bình Xanh nhìn em. Cái góc này là phải tập trung chứ không nó lòi tùm lum. Nó lòi tùm lum. Có gì đâu, thì trong cuộc sống thì sẽ có những lúc mình không có hài lòng về đối phương của mình. Mà cái điều gì mà làm cho anh bực bội nhất hả chị Lan? Nói đi. Thương nhá, vẫn thương nha. Nói đi rồi về. Không hài lòng thực ra là cũng nhiều lắm, nhưng mà mình chấp nhận được. Cơ bản Lan là một người rất là giỏi làm việc, áp lực cỡ nào cũng có thể là làm tròn được hết. Bù lại thì ở nhà đó, nữ công gia chánh thì Lan rất là dở. Ở nhà có những lúc mình vẫn rất là bực bội chứ. Lan đi về xong rồi cái giỏ không? Nhà là coi như là giày của Lan rải từ ngoài sân cho lên tới sân thượng. Không hiểu tại sao là có thể lên sân thượng luôn. Không thích những điều đó. Vậy có bao giờ anh cảm thấy chạnh lòng không? Đàn ông mà khi lấy vợ họ sẽ tìm cái người nâng khăn sửa túi cho mình. Có chứ, nhiều lúc anh nghĩ anh tưởng anh là vợ không? Ủa sao anh cam chịu? Đúng rồi. Anh nấu ăn, anh đi chợ, anh dọn dẹp nhà cửa. Chị Lan ơi, lúc mà Lan có bầu cũng vậy, cho tới lúc sinh em bé ra thì hầu như tất cả mọi chuyện là mình đều có thể đảm đương được. Chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho con, tắm rửa ăn uống, tất cả mọi thứ đương nhiên là những cái việc đó hai vợ chồng cùng làm, nhưng mà có thể nói là mình giỏi hơn thôi, chứ cũng không phải là Lan không biết làm. Em hiểu anh sợ về nhà anh khó sống đúng không ạ? Nhỏ rồi đó nha. Ok, lại hả? Em hiểu rồi. Nếu mà nói tận đáy lòng thì thật ra cũng buồn chứ, nhưng mà mình chấp nhận được. Đôi khi hai vợ chồng đã về với nhau 3 năm, chính vì vậy mà mình nhìn thấy được cái những khuyết điểm chắc chắn là ngoài đời không ai nhìn thấy, kể cả nhiều người thân luôn. Đó là những khuyết điểm khiến cho mình có yêu hơn. Thật sự á, mình không thể đòi hỏi một người phụ nữ quá nhiều. Cô ấy đã quá giỏi rồi, cô ấy đẹp, cô ấy có những cái quyền được hưởng thụ những điều đó. Tại vì mình không thể đòi hỏi một người phụ nữ thành đạt ở ngoài xã hội và về nhà là một người phụ nữ chỉnh chu, toàn diện. Có nhiều người nói hai đứa sinh ra dành cho nhau. Mình là một người cũng không hẳn là quá giỏi, nhưng mà mình thích làm việc nhà, thích nấu ăn, mình thích ngăn nắp, mình thích tất cả mọi thứ là nó như vậy. Thì ủa, có sao đâu, hai vợ chồng mà, mình sống với nhau chứ mình đóng xong cho người ta nói kệ người ta, mình về nhà mình nấu ăn được thì mình nấu ăn. Ủa, đó là hạnh phúc của mình mà, không có gì hết. Cảm ơn anh. Em thích cái câu mà phụ nữ họ thành công rồi, họ giỏi, họ xinh đẹp, họ có cái quyền được vụng về. Và thật sự thì á, em rất là mừng khi mà cái tư tưởng này nó đã có rất nhiều ở những cái người đàn ông trong thời đại hiện giờ, đúng không chị? Rồi chị mê anh Bình cái gì vậy? Hồi xưa mê là vì đẹp trai. Dạ. Hỏi đi, đẹp gì đẹp. Nhưng mà cũng phải có những cái điều chị không thích. Tại vì đàn ông mà giỏi giang quá, nhiều khi mình cũng bận. Anh Bình kỹ lắm. Trong cái sinh hoạt gia đình á, ngồi trong bàn ăn đứng dậy là phải kéo ghế vô. Nhiều khi ảnh hay càm ràm những cái việc đó đó. Cái đâm ra là mình hơi khó chịu. Thì cái từ từ người ta làm chứ đâu phải là lúc nào mà mình đâu có thể nào mà mình nhớ những cái việc đó thì. Nhưng mà rồi thì một thời gian sau mới cảm thấy là anh Bình ảnh càm ràm là đúng. Không nhớ là từ khi nào mà mình lại có cái thói quen mình đứng dậy mình kéo ghế vô. Cũng có rất là nhiều cái ở anh Bình Lan không thích, nhưng mà cũng giống như anh Bình á, mình chấp nhận được. Và cơ bản là anh Bình ảnh có quá nhiều ưu điểm, thật sự là như vậy. Cho nên là Lan cảm thấy rằng là đây là một người đàn ông phù hợp với mình, bù đắp được những cái mà mình không làm được. Trước đây thì Lan rất là nóng tánh, rất là cọc cằn. Bây giờ cũng vậy mà. Nhưng mà bây giờ thì thay đổi được cái cách sống mình được một chút xíu. Dạ. Em nghĩ là với chị Lan á, là chồng ơi làm vợ em nhé, là có thiệt á, đúng không ạ? Mà bây giờ em cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của anh chị, nó lan tỏa qua tới bên em. Thật ra thì ai cũng sẽ có cái lúc mà sai lầm. Em biết anh chị là những người rất là tỉnh táo, không có bị MC mê hoặc, không có bị MC dụ dỗ để mà có thể khai thác ra những cái điều xấu xa hay là những cái điều mà khuất mắt trong gia đình. Và em cũng không có ý định để mà khai thác tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần, đó là các bạn nãy giờ theo dõi nhiều rồi đúng không? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho anh chị nha. Xin mời, giơ tay đi ạ. Xin mời em. Em có một câu hỏi muốn đặt cho anh chị. Anh chị đều là diễn viên nổi tiếng, với lịch trình dày đặc như vậy thì anh chị sắp xếp và phân chia công việc như thế nào để vừa nuôi dạy con và hoàn thành tốt công việc nghệ thuật ạ? Em xin cảm ơn. Cái điều may mắn cho hai vợ chồng đó là có một cái lực lượng rất là hùng hậu, gồm có bà ngoại, có em ruột của Bình, mấy bạn trợ lý, bà vú các kiểu. Cho nên là cái chuyện chăm sóc con nó không phải là vấn đề quá lớn. Và cái quan điểm dạy con của Bình với Lan á, là thực ra để cho con tự trưởng thành nhiều hơn. Ngay từ nhỏ mình đã tạo dựng cho bé có một cái tính tự lập. Ai giữ cũng được, quăng đâu vẫn không khóc nhè. Và cái hướng đó là cũng khá thành công. Cho nên là bây giờ đôi khi cha mẹ đi 2-3 ngày trời, con mà không đòi. Nhiều khi ba xách vali đi ra đó, bye bye. Trời dễ thương vậy. Ai đi ra cái khỏi đó, nhà cũng bye, không có đòi theo. Đó là một trong những cái mình khá là thành công trong cái chuyện là bé không có quá đòi hỏi về cha mẹ, luôn luôn ở bên cạnh. Tự lập từ bé. Tự lập, ngủ là tự ngủ, đi học tự đi học. À không, chưa. Khó quá. Nghĩa là ai đưa đi cũng được. Tính tới thời điểm này thì môi trường nào Louis cũng có thể tự sinh hoạt và thích nghi nhanh. Sướng qua, đẻ con vậy mới ham đẻ đó. Câu hỏi tiếp theo của các bạn à. Xin mời em. Em có câu hỏi dành cho hai anh chị là đối với hai anh chị khi kết hôn với nhau thì có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của hai người không ạ? Với cái thời buổi mà công nghệ như bây giờ á, khán giả họ có thể quan tâm đến cái đời sống của người nghệ sĩ một cách dễ dàng hơn. Và may mắn của hai vợ chồng á, là khi mà về chung với nhau một mái nhà rồi, tự nhiên cái lượng khán giả nó đông lên nhiều hơn là tại vì sao? Khán giả tập trung vô ông Louis không ạ? Cho nên là có thêm một cái lượng khán giả mới, từ mẹ bỉm sữa này cho tới những cái em bé nhỏ rất là thích Louis. Thì Lan cảm thấy đó là cái may mắn của gia đình. Bật mí luôn là cái lượt like cái trang của con á lúc nào cũng nhiều hơn ba trên mạng xã hội. Sướng quá vậy trời. Thế là bây giờ là hai vợ chồng là chỉ có ăn ké con thôi. Quảng cáo, những cái game show đồ này nọ thì mời Louis là chính á. Đa số là vì Louis mà mời, là tức là ăn ké theo con. Cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn các bạn khán giả đã dành câu hỏi cho anh chị. Anh với chị chia sẻ bằng một nụ cười, nhưng em tin chắc rằng ở một lúc nào đó anh chị cũng sẽ cần một cái lời cảm ơn hay xin lỗi. Đây cũng là một cái cơ hội để mà anh cảm ơn chị và nói lời xin lỗi chị, và ngược lại. Hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi nhé. Cho đến tận thời điểm bây giờ, mẹ cũng không có một cái lời nào khác ngoài cái lời cảm ơn ba. Ba đã cho mẹ một cái quyền được làm một người phụ nữ, cho mẹ được nhõng nhẽo, cho mẹ được làm biếng. Mẹ làm biếng làm công việc nhà, mẹ làm biếng sắp xếp mọi thứ, bởi vì mẹ rất là ỷ y. Mẹ đã có ba, đó là cái lời cảm ơn mà mẹ dành cho ba. Và dĩ nhiên nó cũng là một cái lời xin lỗi, bởi vì mẹ không làm tốt. Và một cái lời gọi là một cái lời hứa và một cái ước nguyện mà mẹ luôn nghĩ ở trong đầu suốt mấy năm nay, đó là có thể nấu được cho ba một cái bữa cơm thật là ngon. Mẹ vẫn chưa có làm được cái điều đó. Chắc chắn là sẽ làm, chắc chắn là sẽ làm. Chỉ mong rằng là ba đừng vì những cái thiếu sót của mẹ mà giảm bớt cái tình yêu dành cho mẹ. Và ba vẫn luôn yêu mẹ giống như ba đã từng yêu. Hãy cho mẹ được tiếp tục cái quyền được nhõng nhẽo đó. Giữa Bình và Lan đó, có một cái điểm khá là giống nhau, khá là tự lập và có một phần thiếu thốn cái gọi là gia đình. Cho nên cả hai đứa khi gặp nhau đó, giống như là tìm được đúng một nửa của mình. Người này có cái, người kia thiếu, và người kia bù đắp lại cho người này. Trước đây á, Thanh Bình là một thanh niên cứng đầu có thể gọi là hơi hư hỏng cũng được, gọi là bon chen để có được một chút chỗ đứng trong nghề. Nhưng mà rồi tới khi gặp được vợ của mình, cô ấy đã gần như là thay đổi những cái tính xấu nhất. Mọi người thấy để có một Thanh Bình chỉnh chu, giỏi tất cả những cái công việc ngăn nắp, nấu ăn giỏi hay là biết chăm sóc cho gia đình, nó một mình không thể nào làm được hết á. Cái động lực lớn nhất đó là mình xây dựng một gia đình. Cái mà mẹ làm được nhiều nhất cho ba đó là cái tình yêu. Chỉ có tình yêu đủ lớn thì người ta mới sẵn sàng bỏ đi tất cả những thứ thuộc về sở thích. Nó khiến người ta thay đổi hoàn toàn. Qua 3 năm vừa rồi, ba đã cảm thấy mình hạnh phúc. Và cảm ơn mẹ vì điều đó. Mẹ luôn cho người khác thấy ba là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng mà tận sâu bên trong á, mình chưa bao giờ nghĩ mình hoàn hảo cả. Và để nói với mẹ điều này á, thực sự là mẹ là người hiểu ba nhất. Mẹ là người nhìn thấy khuyết điểm của ba nhiều nhất. Ba là một người cố chấp, gia trưởng. Và những cái đó chỉ có mẹ hiểu và mẹ chấp nhận. Ba biết là có những lúc mẹ chịu đựng rất là nhiều. Nên nói thật, mẹ chịu đựng ba mà ba biết. Nhưng mà ba không vượt qua được cái tôi của mình quá lớn để mà ba nói là ba xin lỗi mẹ. Trước mặt tất cả, mình chưa nói được. Ba xin lỗi mẹ. Đương nhiên là mình sẽ cùng nhau cố gắng nắm tay nhau xây dựng một cái gia đình. Thật là không cần hoàn hảo đâu, chỉ cần mình cảm thấy vui khi ngủ ngon mỗi ngày, sáng thức dậy vẫn nắm tay nhau. Mình chỉ cần yêu nhau thôi. Yêu quá. Nhìn cái cặp đôi này tôi muốn lấy chồng dễ sợ luôn. Còn ai lấy em, nó chịu khổ ghê. Cảm ơn anh chị đã hiện diện trong cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Và cảm ơn những cảm xúc mà anh chị đã chia sẻ. Nó chân thành, nó dễ thương lắm. Em không biết sao mà em coi em cứ bị rung rinh trong lòng. Chương trình có một phần quà gửi tặng cho anh chị làm kỷ niệm nha. Đây là một món quà nhỏ của chương trình Giải mã tri kỷ gửi tặng cho anh chị. và chúc cho anh chị lúc nào cũng sẽ yêu thương nhau. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải mã tri kỷ. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và thưa quý vị, chương trình Đấu trường âm nhạc nhí trên Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 21 giờ chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, qua ngày hôm sau phát lại thêm lần nữa lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2 với sự đồng hành của nhãn hàng Dutch Lady, sữa bịch cô gái Hà Lan cao khỏe. Và thưa quý vị, đến với chương trình Đấu trường âm nhạc nhí, chúng ta sẽ có 3 căn phòng với những em bé rất là dễ thương, hát hay, mà bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ và dìu dắt của những người đội trưởng cực kỳ vui tính. Nhưng khi đến với chương trình này, không phải các con chỉ là hát, chỉ là thi thố tài năng cùng nhau, mà các con sẽ còn có nhiều niềm vui, có thật nhiều tiếng cười và cả những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích để cho các con có thể thấy rằng là ngày xưa cha ông của chúng ta đã như thế nào, xây dựng nước ra làm sao, rồi lý giải những hiện tượng thời tiết, hiện tượng thiên nhiên, ví dụ như là thời tiết mưa gió, lũ lụt. Cho nên ngày hôm nay, trước khi bắt đầu bước vào cuộc thi thì chú Đại Nghĩa sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện như sau. Ngày xưa có một nàng công chúa rất là xinh đẹp. Và một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn nàng. Và một người có tài năng kêu mưa, gọi gió, sấm chớp nổ đùng đùng đùng. Còn một người chỉ cần phất tay một cái là núi non trùng trùng điệp điệp hiện lên. Và hai chàng trai đó đã tranh tài với nhau để mong có được tình yêu từ nàng công chúa xinh đẹp. Câu chuyện tiếp diễn như thế này. Hướng này. Trời ơi. Trời ơi. Ăn gian hả? Tao chưởng có một cái sao chưởng tao tới 3 cái lận. Thôi ngưng đi, ngưng. Trời ơi, cái gì vậy? Ngưng. Đánh lộn. Cắt hình. Nó nghe nè, một chút xíu quýnh lộn tiếp mà cho hỏi thăm chút xíu. Tôi đang giới thiệu hai cái nhân vật này dễ sợ lắm. Hô mưa gọi gió, kia phất tay một cái là núi non trùng điệp hiện ra. Hai ông ra làm gì mà khều vậy đây? Quýnh chứ em dễ sợ lên, phải hùng hổ lên chứ. Mình đang lúc còn nhỏ chứ chưa có trưởng thành, vẫn còn là con nít. Vậy hả? Chưa có lớn. Bao giờ mới lớn? Mình sống được tới mấy chục ngàn năm lận, đợi mấy ngàn năm sau lớn cũng kịp mà. Vậy nhưng mà cho tôi hỏi thăm coi hai cái nhân vật này là ai? Là ai? Ta là Sơn Tinh, nhà ở trên cao, dáng người rất cao, lại thích đánh nhau, muốn gì nói mau, cấm nói tào lao, xích ra cho đánh nhau. Sao? Quýnh nữa không? Thì ra đây là Sơn Tinh. Sơn Tinh nhà trên cao, đúng không? Ê, mà nó nghe là Sơn Tinh đọc rap mà nó không có vô nhịp nha. Trời ơi. Đọc rap là hay nhất nhóm. Vậy hả? Thử kêu thằng bé kia đọc coi. À, hay nhất nhóm mà đọc còn rớt nhịp như vậy thì bây giờ nhì nhóm. Nhì nhóm cỡ nào đọc thử nghe chơi. Yeah. Yeah. Come on baby yeah. Yeah oh yeah. Ta là Thủy Tinh. Hết. Đó, thấy chưa? Hết rồi đó hả? Thì đó, nó chỉ vậy thôi. Sao nó nghe là sao làm màu nhiều quá, làm thấy nguyên một bảng màu luôn đó. Trời ơi, yeah, oh yeah này kia làm thấy ghê lắm. Cái đó là bản chất của có một câu một hả? Yeah. Giờ muốn nhiều hơn phải không? Phải nhiều hơn. Come on baby yeah. Ok. Ta là Thủy Tinh, ta sống dưới nước. Hết. Xúc mồ hôi luôn đó. Đủ rồi. Ai mà không biết Thủy Tinh sống dưới nước. Thì đó, thì nhiêu là đủ rồi, đâu cần phải nói nhiều nữa. Nói cái gì đó mà cục lũng văn phong gì đâu mà không có phong phú. Cái vấn đề là hẹn nhau ra đánh lộn là cứ sáp lá cà đánh thôi, giới thiệu nhiều chi. Đánh lộn là không có đọc thơ rồi hát nhạc gì ở đây hết á. Rồi bây giờ là hai bên tiếp tục tranh tài phải không? Đúng rồi. À, mình tỉ thí, mình so kè võ công này kia, mình đấu với nhau. Đúng rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Yeah. Thôi mệt quá, kêu cái người mà mình giành đúng nhau ra đi. Quýnh hoài nóng nực quá. Thì ra cái giọng dừng tay lại vừa rồi từ cái cô gái xinh đẹp này đây, tôi biết luôn nè. Nếu như hai ông này, một ông là Sơn Tinh, một ông là Thủy Tinh, thì chắc chắn đây là công chúa Mỹ Nương. Không phải. Ủa vậy hả? ta sẽ có một màn giới thiệu. Ủa, giới thiệu có đọc rap không? Có đọc rap nha. Nói nghe nè, hồi nãy bên kia rap á, là từng miếng một cái rap vô với nhau nha, nó vụn vặt ghê lắm. Bây giờ mình ráng mình rap làm sao thành một bài cho nó hoàn chỉnh, nó dài thiệt dài, người ta nể chơi. Rap là một bụng. Rap là một bụng luôn. Đúng rồi. Yeah, yeah, yeah. Chừng nào mới vô? Giống như vô vũ trường vậy. Ta là Đồng Bằng, ta không thích lằng nhằng, mấy người đừng lộn xộn. Hai chị em thì có dòng họ máu mủ gì với nhau không? Mà sao mà dở đều như nhau vậy? Mà cái vấn đề là vậy nè, tự nhiên cái giới thiệu ta là Đồng Bằng là sao? Tự nhiên cái tự nhiên mình làm Đồng Bằng là tôi sao? Nói thiệt nha, tôi rất là tức giận. Bao nhiêu ngàn năm rồi tôi á, là mang tên là Đồng Bằng. Ở bên đây một bên là Sơn Tinh, một bên là Thủy Tinh. Một người á, thì lúc nào cũng dân núi non rồi lên cao, còn bên đây thì biển thì càng ngày càng lên cao, ta giữa ta không biết đi đâu bạn hết. Ở đây mình nói bạn nghe cái này sao? Hồi nào giờ mình tưởng cổ đẹp người đẹp nết rồi hát cũng hay cho nên mình mới tranh giành với bạn. Bây giờ mình nghe bạn kia đọc rap vậy thôi mình nhường cho bạn luôn, mình không cần. Ủa đâu có đâu, tao có ai tranh giành Đồng Bằng làm gì? Đúng rồi, mình là tranh giành Mỹ Nương, còn đây là Đồng Bằng. Vậy mình lộ, mình tưởng là Mỹ Nương. Là bây giờ ta hỏi hai người á, là tới chừng nào hai người mới hết chiến tranh với nhau để ta sống yên ổn? Thì khi nào mà phân được thắng bại thì sẽ hết thôi. Thôi bây giờ vậy nè, nếu như gọi là muốn phân thắng bại trong cái phạm vi ngày hôm nay á, thì tôi sẽ đưa các người đến một cái nơi mà đó các người có thể phân thắng bại với nhau đó. Nhưng mà không phải phân thắng bại của chuyện mưa gió núi non hay Đồng Bằng, mà là nghệ thuật. Nơi mà có các bạn nhỏ với năng khiếu nghệ thuật, hát hay, lộng lẫy, xinh đẹp, lung linh. Hát hả? Hát là nghề của ba đứa tôi đó, đi thi được. Có nha, vừa rồi mỗi người hát một đoạn rap mà nghe thấy rớt thấy thương luôn. Cho nên đến đây gặp các bạn nhỏ đi, rồi lúc đó các bạn nhỏ sẽ giúp chúng ta phân tài cao thấp với nhau như thế nào nha, được không? Được. Vậy thì mời Sơn Tinh, Thủy Tinh và Đồng Thị Bằng. Đồng Thị Bằng, chúng ta sẽ đến với đấu trường âm nhạc nhí. Gian cái coi, 1, 2, 3. Yeah. Trong chớp mắt mình đã tới cái sàn đấu của đấu trường âm nhạc nhí. Nơi đây sẽ có 3 căn phòng lộng lẫy, có cái màn kim tuyến chớp chớp. Bên trong 3 căn phòng này là những đấu sĩ nhí với giọng ca cực đỉnh. Hôm nay các bạn nhỏ sẽ trổ tài để mà tranh phân thắng bại với nhau. Nhưng tôi sẽ đề nghị cho 3 người ở đây làm đội trưởng, làm thủ lĩnh, đồng ý không? Với khả năng âm nhạc như thế này làm đội trưởng là hợp lý rồi. Đương nhiên rồi. Đúng, có thể mình hát không hay, nhưng mình có cái đầu óc chiến lược. Và hỗ trợ cho các thủ lĩnh sẽ có 3 cái quyền. Quyền đầu tiên đó là quyền chặn. Vì sao gọi là quyền chặn? Có nghĩa là nếu như một cái đội nào đó thách đấu với đội mình coi bò hi, bên kia nó ngon hơn, bên kia bự con hơn, nó hay hơn, mình nhắm đấu lại, mình chặn hỏng lại, không cho hát, không cho hát chung với mình, bắt qua hát chung với đội khác đó, tức là mình chặn để mình bảo vệ cho đội của mình. Quyền thứ hai đó là quyền chuyển. Chữ chuyển là sao? Nếu như đấu sĩ của mình đang trên sàn đấu mà mình thấy cái bộ lép vế hơn đấu sĩ bên kia, mình chuyển người, một đấu sĩ khác của đội lên thay thế đó, bự con hơn, be hơn, thấy không? Mình đấu với bên kia đó. Anh ơi, cái này là mình thi về giọng hát nhưng phải là thi về cân nặng. Cân nặng là anh thắng chắc. Ý nói là như vậy, là cái quyền chuyển. Dạ. Còn quyền thứ ba đó là quyền cứu. Cứu là sao? Ví dụ một đấu sĩ trước đó của mình đã bị bại trận, đã xuống dưới khán giả ngồi coi rồi, nhưng mình biết cái bài hát này phù hợp với cái giọng ca đó, mình có quyền mình cứu cái đấu sĩ đó quay trở lại để tiếp tục thi đấu đó. Đó là 3 quyền, nhưng mà chúng ta sẽ phải bốc thăm, mỗi người chỉ được một quyền mà thôi nha. Hãy coi đây. Wow, nhiều phép quá, hay quá, biến ly biến lịa luôn. Em hoàn toàn không thấy chị biên tập ra đưa 3 cái phong bì này đâu, hoàn toàn không thấy nha. Làm sao mà thấy được, chỗ đó bị cắt hình rồi. Bây giờ bốc thăm đi. Đây, ưu tiên cho Đồng Thị Bằng bốc trước. Em bốc chính giữa. Còn cái này hai đứa mình quýnh lộn tiếp rồi, khi nào thắng bại là lấy. Thôi. Sơn Văn Tinh và Thủy Văn Tinh. Thôi anh đưa đại đi. Rồi nó đừng mở ra bây giờ, giữ xem như đây là con ác chủ bài của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe âm nhạc. 3 căn phòng này các bé sẽ cùng hát hòa giọng với nhau, và mình sẽ đứng đây mình nghe. Khi mà bài hát trôi qua được phân nửa, lúc đó mình nhắm thử coi cái phòng nào mà có những cái dòng hát đỉnh khủng mà nó phù hợp với mình. Mình chạy tới trước căn phòng đó, mình án ngữ, không cho ai bước vào, mình giống như mình giành cái phòng đó là của mình vậy đó. Nha. Nhưng mà sau nửa bài mới bắt đầu mình tranh giành nhau nghe. Chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu. là tức là đâu có biết của phòng nào đâu đúng không? Mình ráng mình nghe khác nào hợp với mình thì mình dành thôi. Mây và tóc em bay trong chiều gió lồng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đế và đã ở giữa vô nhà. Tại vì mình hát dở đó. Bên đời quá rồng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Có tình yêu thời thơ ấu bướm hoa và chim. Hôm nay không hay, tập trung nghe. Đứng bên trời tự do yêu đời. Có giọng cầm, cái giọng này hợp với anh nè. Vào đường phố em qua, nâng lên đứng chờ. Đường dăm chân em đi đến những miền xa. Thăm dùng đất tao là những làng quê cũ. Mùa cây trái níu chân về. Như là những bông hoa trong thành phố này. Cuộc đời mênh mông quá, bước non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên, em cười em. Chọn đi. Em màu này, màu xanh là phải của em. Màu xanh là phải của em. Anh chọn cái này rồi. Em chọn cái này nghe từ đầu rồi. Vậy đánh nhau nó đi. Bao đường phố em qua, đang lên đứng chờ. Đường dìu chân em đi đến những miền xa. Thăm ruộng đất bao la như làng quê cũ. Mùa cây trái níu chân. Đó thua em bên này. Đây là những bông hoa trong thành phố này, tuổi đời mênh mông quá bước non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói như sóng đùa biển khơi. Qua bên này đi. Anh đi đây. Và thưa quý vị, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết thúc khi anh Sơn Văn Tinh cùng với chị Đồng, chị Bằng đang tranh giành nhau căn phòng số 2. Em nói lý do tại sao em chọn phòng này. Em có lý do của em. Lý do gì? Bởi vì người ta kêu cái gì mà người ta thiếu là người ta cần lắm. Cái phòng này nè, tới cái lúc mà các bạn hát hết cái đoạn điệp khúc á, cái đoạn mà khi gió lùa biển khơi các bạn hát. Không, hồi nãy mấy bà không có hát vậy chị đó. Không có hát đâm hơi mà phô như chị. Anh biết lý do tại sao em chọn phòng này. Ủa sao vậy anh? Phòng này có một người đàn ông trưởng thành. Tại vì em á còn con nít quá, em phải chọn phòng này là đúng. Anh nhường cho em. Không anh ơi, cái lý do em chọn á nó sâu sắc và nó sâu xa hơn nhiều. Không có đơn giản là cái sự bù trừ giữa cái người mà không trưởng thành với người trưởng thành đâu. Em nói nghe coi tại em sao nè. Em cực kỳ sâu sắc luôn. Cái lý do mà em chọn phòng này là gì? Em nói một cách thuyết phục vô cùng. Em mặc áo màu xanh, có cái ô màu xanh đứng cái là vô liền. Thấy không? Rất sâu sắc luôn. Cực kỳ sâu sắc, rất ý nghĩa và vô cùng nhân văn. Sâu sắc mà sâu sắc xấu đó. Ủa? Bây giờ ủa? Em vẫn giành được căn phòng này rồi đúng không? Dạ anh ơi, em đứt hơi rồi. Đứt hơi luôn không? Còn Khánh, em ơi, em liếc nhẹ cho đi. Đấu sĩ trong căn phòng này với trang phục màu đỏ giống em. Giống như là ý trời. Em biết hết rồi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem các đấu sĩ của mình là ai nha. Mời các con ra đây để gặp nhau được chưa? Căn phòng Ngân Hà Tinh Tú, mời các con. Ngân Hà Tinh Tú nghe là thấy thông minh rồi. Thấy chưa? Trời đất ơi, con mặc bộ đồ kìa y như ban nhạc luôn. Con qua đây đứng đi. Chú vô đây cho đúng bộ nè. Đó. Đây nè, nguyên một cái ban nhạc bên kia bà bầu xô. Thôi. Bộ đồ rất là bầu xô, em rất là ra cái dáng chị biên tập. Bầu xô ca sĩ. Đó, nói chứ con gái vô trong đứng. Đây, bây giờ nè các con giới thiệu về đội của mình cho mọi người nghe. Xin chào tất cả mọi người, đội chúng con tên là đội Sơn Ca Hát Trên Dòng Sông Xanh. Dài quá. Cái tên ngắn ngủn hà. Cái tên có chút xíu thôi. Sơn Ca Hát Trên Dòng Xanh lè xanh lét. Rồi bây giờ con trai giới thiệu tên chú nghe. Xin chào tất cả mọi người, con là Sơn Ca. Anh Kiệt. Mấy tuổi? Dạ năm nay con được 13 tuổi. Anh Kiệt đẹp trai không? Trắng trẻo mụm mịm dễ thương. Tiếp theo. Dạ xin chào các cô các chú và quý vị khán giả đang xem đài. Con là Sơn Ca Nhã Thi, năm nay con cũng 13 tuổi. Anh Kiệt Nhã Thi cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người, con là Sơn Ca Gia Hân và con 15 tuổi. Gia Hân. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Ca đội trưởng, mình 18 tuổi rưỡi. Mình 18 tuổi rưỡi. Mình 18 tuổi rưỡi. Không, ở bển là cái ca đó, cái ca chứ không phải Sơn Ca. Em nổi hết da gà luôn á anh Khánh. Cái câu khẩu hiệu của đội mình là gì? Dạ, thưa chú là Sơn Ca đã hot thì các đội khác phải nhớ. Được, vậy đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ các bé trong Rừng Xanh Cao Khỏe. Xin mời các con. Wow. Cái này không có bộ nào liên quan đến bộ nào nhưng mà vô tình lại rất là hợp với nhau. Đúng rồi. Hay ha. Đội các con tên gì? Đội chúng có tên là Họa Mi Hót Trên Bầu Trời Xanh. Cái này hợp lý. Hợp lý nè. Hợp lý. Chim là phải bay, bay là phải bay lên trên bầu trời xanh. Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người, con là Họa Mi Đăng Bách. Xin chào tất cả mọi người, con là Họa Mi Nhật Phi. Hỏi thăm, hai con Họa Mi này đến cùng quê cùng nhà hả? Dạ đúng rồi ạ. Con là con nội ở Hà Nội ạ. Hai con Họa Mi này đến từ Hà Nội. Trời đất ơi, bay từ Hà Nội tới đây mỏi cánh không con? Cũng hơi mệt một chút ạ. Hơi mệt chút vậy rồi là sao mình hót được? Dạ, mình phải cố gắng. Cố gắng. Còn tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người ạ. Con là Họa Mi Thảo Nhi. Họa Mi Thảo Nhi. Vậy thì bây giờ cái câu khẩu hiệu của đội mình là gì? Câu khẩu hiệu của con là Họa Mi đứng nhì thì loài chim nào dám đứng nhất. Yeah. Họa Mi, Sơn Ca đều là những loài chim hát hay. Chết rồi, bên đây chắc là diều hâu hay đại bàng gì hả em? Đó, không hề đâu anh. Đội của Đại Dương mạnh mẽ. Có khi nào là hải âu không? Không hề đâu. Hay chim cánh cụt? Em cũng không biết luôn. Ủa dạ. Vậy thì bây giờ mình mời các bé của Đại Dương mạnh mẽ xuất hiện. Dạ, cao ngang tầm mà. Đẹp. Đúng rồi đó. Trời ơi, thấy không? Sai. Cùng sai. Tóc tai cũng gần gần giống nhau. Mặt non cùng một kiểu với nhau. Đội này tới 4 người mà không có đội trưởng nha anh Nghĩa. Đây. Coi như là 4 thành viên luôn đó. Các con đi qua đây. Đó, hai mặt hai anh em y chang như sinh đôi vậy đó. Giống thiệt chứ. Ta thấm tính như sinh đôi. Rồi bây giờ đội các con giới thiệu xem nào. Thưa các cô chú, đội của con tên là Chích Chè Hót Trên Đồng Cỏ Xanh. Tên là Chích Chè Thanh Lâm. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Chích Chè Khánh Chi. Con xin chào tất cả các cô chú, con Chích Chè Văn Minh. Con xin chào tất cả các cô chú, con là Chích Chè Quỳnh Lập. Khẩu hiệu của đội mình là gì? Nói cái hai bên kia sợ chơi. Chích Chè không màu mè nhưng sẽ làm tung tóe Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Yeah. Không hề màu mè nha, mà làm tung tóe chiếu thôi, không màu mè một miếng nào hết. Mà đâu phải riêng bên đây đâu nè, bên đây cũng một về, rồi bên đây cũng cả một liền nè. Các con thân mến, chúng ta đã gặp gỡ nhau rồi. Bây giờ đội nào cũng đang hừng hực khí thế hết. Nhưng mà trước khi bước vào trận đấu chính thức, chú Nghĩa sẽ giới thiệu cho các con những cái nhân vật rất là quyền lực ở đây. Bên đây có tất cả là 7 cô chú ngồi đó. 7 người thôi nhưng mà cái quyền lực của họ khủng khiếp. Bởi vì họ là những sứ giả âm nhạc. Họ sẽ cho các con lời khuyên, họ sẽ cho sự chỉ bảo và cả sự bình chọn khi các con thi đấu. Cho nên lần này mình cúi đầu chào một cách nịnh nọt sâu hơn. Và bây giờ xin mời một đại diện của sứ giả âm nhạc sẽ nói cho các con nghe về cái tiêu chí chấm điểm của các cô chú để các con có biết cách để mà mình trình diễn mà hát cho nó tốt hơn nha. Mời chú Bùi Caron. Chú Bùi Caron chào anh Đại Nghĩa, chào ba thủ lĩnh, chào các con. Chào chú ạ. Ban giám khảo sẽ có hai tiêu chí lớn. Tiêu chí thứ nhất là các con phải hát đúng nhạc, đúng lời, đúng tiết tấu, đừng có bị chênh phô. Tiêu chí thứ hai là nói về cảm xúc khi mà các con hát. Các con hát một bài vui thì các con phải diễn tả hình thể của mình sao cho nó phù hợp với bài hát. Nếu mà làm đúng hai tiêu chí đó thì ban giám khảo dưới này sẽ chọn cho các con. Chúc các con hát tốt. Và bây giờ nếu như chúng ta không có cái gì để thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ quay vào phòng để họp kín với đội mình, họp cùng thủ lĩnh để bàn bạc kế hoạch chuẩn bị thi đấu. Mời các con vào phòng. Một trận chiến khá cân tài cân sức khi đội nào cũng có những thành viên ưu tú. Có vẻ các cô chú thủ lĩnh khá là an tâm rồi đấy. Thủ lĩnh tụi con rất là đẹp trai đúng không? Có thủ lĩnh đẹp trai thì không phải sợ những người khác đẹp trai hơn. Bình tĩnh tự tin mà hát mà nhảy nha. Bây giờ vậy nè, tụi con cố gắng thi đấu hết sức mình. Xong rồi cô mua bánh cho ăn. Không, cô không mua, cô làm bánh ngon lắm. Cô làm bánh bao nè, cô làm bánh bông lan trứng muối nè, cô làm cà phê bọt biển hay lắm. À, mình phải tự tin đúng không? Tự tin nhảy lên giống như là chú hát đâu hay đâu, nhưng mà chú nhảy là người ta sẽ nhìn chú vậy ha. Trời ơi, vậy là hôm nay tụi con quá hên rồi. Cool. Yes. Đó chính là quyền chuyển. 2, 3. Yeah. Dạ thưa quý vị, theo cái tình hình mà em rình rập, em lén lút em nghe, thì cả 3 căn phòng các thủ lĩnh đã họp bàn với các đấu sĩ của mình xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ coi cái bài hát đầu tiên hôm nay là bài hát gì, và 2 căn phòng nào bấm chuông trước thì 2 căn phòng đó sẽ cử đấu sĩ của mình đại diện tranh tài trong bài hát đầu tiên. Xin mời. Hướng về miền Trung. Ngân Hà, Tinh Tú, Đại Dương mạnh mẽ đã nhanh tay bấm chuông trước. Mời các bạn quay lại sân khấu. Bài Thương Về Miền Trung thì thường là ai phải quê miền Trung thì mình hát bài đó mới hay. Trong nhóm mình đây có ai gốc miền Trung không? Dạ ba mẹ con quê ở miền Trung. Ở đâu? Dạ ở Hà Tĩnh nè. Hà Tĩnh. Vậy là con sẽ đại diện cho đội Sơn Ca hót trên cánh đồng xanh của mình. Hát bài này hay sao? Dạ đúng rồi. Gia Hân sẽ đại diện đội hát bài Thương Về Miền Trung. Còn với cái đội chích chòe sách le sách lét, thủ lĩnh Quỳnh Lập bấm chuông. Dạ, mạnh dạn lắm, tự tin lắm. Dạ. Bên đây có ai gốc người miền Trung không? Có. Ai? Bạn em người miền Trung. Bạn của em có đây không? Dạ không. Thì ai tự tin hát bài này? Chú Lập. Đây. Văn Minh hả? Dạ Văn Minh. Văn Minh. Con quê ở đâu con? Dạ con quê ở Thốt Nốt. Thốt Nốt. Thốt Nốt là xa miền Trung dữ lắm đó con. Ví dụ mà con lên Hà Nội chút xíu rồi nó gần. Mà sao con tự tin quá vậy? Tại vì con nghe bài này nhiều. À, nghe nhiều. Nghe nhiều là được. Vậy thì bây giờ mời 2 đấu sĩ bước ra sàn đấu. Gia Hân và Văn Minh. Mạnh mẽ lắm. Thủ lĩnh ra chăm sóc cho gà. Trời ơi. Có gì dặn dò con đó không? À, thường á là lên mà đấu sĩ mà đánh đấm chân tay là bóp chân bóp tay, còn này lên hát chắc bóp cổ. Đúng rồi, bóp cái họng nó mạnh lên, anh định qua bóp cái họng làm sao nhỏ nó hát được. À quên. Còn tất cả mọi người. Đất ta tan rồi. Ôi ôi. Ủa? Điên không? Điên không? Sao vậy? Làm phép mà làm phép bị lệch. À. Cái ghế phải đặt đúng cái chỗ, tôi không để mà để xéo qua một bên, cho nên làm phép bị lệch ngồi té. Không. Trận đấu giữa Gia Hân và Văn Minh với ca khúc Thương Về Miền Trung bắt đầu. 3, 2, 1. Sao muốn chung tôi vẫn còn thương. Sao qua tới miền Trung chưa? Hay quá. Để cho công tâm thì chúng ta sẽ nhờ đến các vị sứ giả âm nhạc ở đây. Mời các cô chú. Em xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào ba thủ lĩnh và các con. 2 tụi con đã có một cái phần trình diễn rất là suôn sẻ trong ca khúc này. Ca khúc này cũng rất là khó hát để ra cho đúng bài giọng miền Trung. Thì cái một điểm trừ của tụi con là tụi con chưa có hát ra được cái chất giọng miền Trung. Tụi con hát rất là suôn sẻ ca khúc này và cô nghe rất là dễ chịu. Và cô nhỉnh hơn cho bé Gia Hân là tại vì giọng của bé Gia Hân sáng hơn. Và giọng của Văn Minh có hơi tối một chút xíu, có thể là do cái tông nhạc làm cho giọng của con nó tối hơn. Đang ở cái lứa tuổi dậy thì cho nên là cái giọng nó có sự thay đổi rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên cái phi thuyền không gian đó, coi cái phần bình chọn của các cô chú như thế nào. Hiện nay thì có vẻ hơi nghiêng về Gia Hân một chút xíu, 3 màu xanh và 2 màu đỏ. Nhưng vẫn còn 2 cô chú chưa biết kết quả ra sao. Vậy thì mời các con cùng chú Nghĩa lên phi thuyền đi. Hiện nay 2 đấu sĩ đang ở trên đây. Mình con thấy sao con? Dạ con thấy bình thường. Bình thường. Gia Hân, con nghĩ thế nào? Dạ con hơi sợ. Con đang có ưu thế hơn so với bạn bên kia, cho nên là mình cứ đứng đây để mình coi kết quả như thế nào nha. Phải tự tin lên, ok? Dạ. Yeah. Ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ là người tiếp tục ở lại cùng với chương trình? Xin mời kết quả. Âm nhạc rất hồi hộp, nhưng hai đấu sĩ của chúng ta đang cố hết sức giữ bình tĩnh để chờ đợi những gì đến với mình từ sự bình chọn của sứ giả âm nhạc. Ai sẽ là người ra đi và ai sẽ là người ở lại? Văn Minh hay Gia Hân? Trời ơi, người chiến thắng là con gái Gia Hân. Rồi, Gia Hân lên đây với chú nào. Chú Nguyên Khánh đâu? Đón con về, nói gì với con, an ủi động viên con. Quỳnh Lập biết rằng em đang buồn lắm, cho nên thôi bây giờ đừng đi gặp Lập ơi. Sao không có sao không con? Sao vậy, khóc có gì đâu? Không khóc, đàn ông đừng có khóc. Cô Ngọc Lan ở đây, cô Ngọc Lan không có ra được. Ra đây, ra đây chia sẻ với mấy em, chia sẻ với mấy con. Đi cái gì vậy? Cô Lan tự tin nè. Đi tự tin sải bước coi. Ủa vậy? Mất tiêu chứ cuốn rồi. Ủa sao cô Lan đi chân không vậy? Hồi nãy mệt, em mỏi chân của em lỡ vuốt ra rồi giờ. Còn có một chiếc thôi hả? Ủa mà chị, cái vấn đề mà trong khoảnh khắc mình mang một cái đôi guốc mà mình cái khoảnh khắc mình mất chiếc guốc mình không phản ứng hay cảm nhận được gì hả chị? Em ơi, không biết gì luôn đó em. Anh Nghĩa bây giờ ảnh biến hay lắm á. Vậy hả? Ảnh lúc nào cũng biết biến. Em ơi, em giống như em nghĩ em là lọ lem phải không? Ta nói lẽ ra đó là cái người mà lụm được chiếc guốc của em phải vui ghê lắm, giống như tìm được nàng công chúa lọ lem vậy đó. Nhưng mà nè, đó anh vô tình anh lụm được. Trời ơi, anh cũng tưởng là của ai đó, nhưng mà biết khi từ khi biết nó là của em là anh chỉ muốn bẻ gót trả lại thôi đó. Ủa sao tự nhiên ủa sao ở đâu anh có vậy? Anh Nghĩa lụm trên kia đó. Thì em tức quá, mấy bạn quay phim á, mấy bạn về tức quá phòng dựng mà dịp mở cái đoạn băng đó lại cho tôi trời. Dạ, để coi điều tra coi sự tích mất chiếc cuốn của Ngọc Lan là bắt nguồn từ ai nhá. Rồi bây giờ có guốc rồi, về chỗ đừng làm cô bé lọ lem nữa nha. Trai ra đây, mình chia tay sớm chút xíu không sao hết. Mình xuống dưới kia mình ngồi mình coi, mình cổ vũ cho các bạn và các em thi đấu tiếp nha. Chú Huy Khánh, giờ đội mình chiến thắng nè, mình mới loại được một đấu sĩ của đội binh chích chòe. Giờ mình địa mình ngó thử coi. Bên đây quả mi nãy coi bộ nó cũng hách dữ lắm. Em nghĩ là em phải đấu với cái hàng xóm của em. Hàng xóm kế bên nách, kế em bên nách luôn. Dạ. Là anh đang muốn đấu với em á. Đúng hả? Rồi anh suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ sao, có dám đấu với tôi không? Trời ơi, muốn chịu à? Ra liền, trời ơi. Dễ gì sợ gì ai đúng không? Đó là hai đứa anh hát với nhau. Ừ, đấu liền. Không anh ơi. Ủa sao hai đứa vừa mới nói? Không anh ơi, các bạn đấu chứ không phải là tụi em sẽ đưa ra chiến lược. Mấy để đứa nhỏ thôi. Nó có tài hơn anh. Sao Gia Hân, con nghĩ thế nào? Dạ, con đang rất là muốn đấu với bé Vy ở bên kia. À, bé Vy, bây giờ chị Gia Hân muốn đấu với con thì con dám không? Con nói không con đi rồi con ngồi xuống. Trời, gan quá vậy. Trời ơi, đội ta là đội dữ mà. Bài gì? Con sẽ chọn bài Con Đường Tôi ạ. Con Đường Tôi. Mời hai con bước ra sàn đấu. Cố lên. Mạnh mẽ lên, con gái. Trận đấu giữa hai đấu sĩ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Tôi nghe một người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy. Giờ đây con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi, trên con đường tôi. Vẫn vững bước tiến về phía trước. trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi, dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Thấy gà của mình hát thế nào? Trời ơi, hay quá Nôi, em không nghĩ là tụi nhỏ nó hát hay được vậy á. Khi mà hai con đang hát, cô Ngọc Lan nói chứ trời ơi sao hai đứa nhỏ nó hát hay quá. Các cô chú trong sứ giả âm nhạc thấy thế nào? Xin chào các anh chị và các bé. Hai con hát cái bài này nó cũng ra được cái không khí của cái bài hát. Hai bé lên cao giọng đều rất là sáng. Nhưng mà cô thì cô nghiêng về Gia Hân một tí xíu. Tại vì Gia Hân hát lên cái giọng Gia Hân mở hơn. Còn Nhật Vi thì có đôi lúc cái giọng con nó hát nó bị nằm bên trong á. Nó bị đóng tù ở trong á, nó không được thoát ra. Và con thì được cái là con trình diễn thì con có vẻ rất là tự tin. Cho nên cái điều đó cô rất là khích lệ và hy vọng rằng những cái lần sau nếu như mà trình diễn thì mình phải cố gắng mình thể hiện vừa cái giọng hát mà vừa cái trình diễn nữa cho nó hòa quyện với nhau thì tiết mục nó sẽ rất là hay. Cảm ơn cô Xuân Nghi. Mời hai con cùng chú lên phía thuyền đi. Và bây giờ kết quả sẽ đến với chúng ta. Bắt đầu. Và như vậy là một lần nữa người chiến thắng lại là Gia Hân. Chúc mừng con. Chú cúi đầu kính chào con vì con quá tài năng. Chúc mừng. Trời ơi thiên tài. Còn cô Lan bây giờ đến đây mình chào đón con gái mình về. Trời nào. Em nôn đón con em về lắm luôn á. Tại vì không biết có chày xước gì không. Đương nhiên là không. Bên dưới đó êm như nhung. Sao Vi đến đây với Châu Nghĩa coi lúc mà bay xuống cảm giác thế nào? Con cảm giác thấy vui ạ. Vui đúng không? Hy vọng rằng cái lời nói này của con sẽ tiếp thêm lửa cho những cái bạn còn lại. Bởi vì nhiều bạn cảm giác rằng sợ khi đứng ở vị trí đó. Bình thường phải không con? Vâng. Rớt xuống có bị đụng chạm chỗ nào không? Không ạ, nó êm. Êm đúng không? Đây, tặng cho con nè. Về ôm cho ấm áp. Này, con gái xuống đây ngồi chơi nha. Trời ơi, trời nè. Ơi tự nhiên bây giờ mình dòm ở bên đó làm như ai đó rọi đèn pha hay sao ta ơi. Thiệt á, giống như có ai rọi đèn pha vô trong mặt em á. Khánh đầu em với bộ em lấy hai bên kia để em nhường. Có mấy bạn có để ý không? Mày đặt dành ôm khư khư hai cái cửa. Trời anh ơi em xin lỗi anh nha, gà chiến của em ở đây. Tôi thấy mặt thằng nhóc mất máu rồi kìa. Đâu có, nó đang suy nghĩ chiến lược. Sao chui khách hết hồn. Họp tới đâu rồi? Sau khi họp xong mình thấy cái chàng trai gốc Hàn Quốc bên kia mặt lắm la lắm lét rất là sợ. Đây đây đây. Ồ bên đây hả? Mình sẽ tạm tha cho bạn. Ủa bởi vì vậy? Sợ bạn ra bạn hồi hộp bạn hát không được thì ảnh hưởng tới chất giọng của bạn là mai mốt coi như là không có còn cơ hội để mà mình thể hiện nữa. Chứ không phải sợ hả? Trời dễ gì sợ. Tôi thấy đội bên kia ngồi yên và nghĩ rất lâu cho tôi sợ là bên đó buồn ngủ. Cho nên là thôi mình sẽ thách đấu với đội của bạn nha bạn Thủy Tinh. À bên đây à? Dạ. Tôi thách đấu với cô gái mặc cái đầm đỏ rất đẹp. Rất đẹp luôn hả? Không mấy bây giờ cô gái bận cái đầm đỏ rất đẹp đó ra đấu với chàng trai bận cao đỏ cũng rất đẹp này đi. Sao? Thua chắc. Đúng rồi, hát là thua chắc nha. Thua chắc. Đứng lên con. Con dám nhận lời thách đấu của chị Gia Hân không? Con nhận lời ạ. Con nhận lời, con được quyền chọn bài. Con chọn bài gì? Phải chọn cái bài nào đó mà sở trường của mình. Con chọn bài Ngẫu Hương Sông Hồng. Bài gì? Ngẫu Hương Sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. bên kia người ta thắng 2 trận oanh liệt quá rồi, bây giờ mình phải làm cách gì để cho gà của mình thi đấu thắng nè. Làm cách gì giờ con? Hát thôi ạ. Ừ đúng rồi, mình sẽ hát thôi. Mình hát hết tâm can của mình thôi. Mình có cái bao nhiêu thì mình bung ra hết bấy nhiêu nha con. Bữa nay mặc đầm xòe nè, lát nữa xoay xòe xòe cho đẹp nha. Ủa hát cái bài này xoay rồi sao hát? Những lúc mà bên kia hát bên đây xoay. Xoay rồi chóng mặt hồi sao hát? Thì xoay trước khi chóng mặt thôi, để dành thời gian đó mình nghỉ một hồi đó hết. Xoay bao nhiêu vòng thì không chóng mặt? 1 vòng thôi con, 1, 2, 3 vòng về nó là đủ xoay rồi. Đẹp mà. Tức là bên kia vừa hát cái là mình cứ xoay 1 vòng. Canh bên kia hát một cái là cái mình xoay 1 vòng. Đúng vậy. Kia hát cái là mình xoay 1 vòng. Cứ vậy hoài đó hả? Dạ không đâu, không ai làm nhiều như vậy đâu anh. Ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến sẽ là bài hát của trận đấu tiếp theo. Bắt đầu. 3, 2, 1. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai bấm chuông gì bên vậy? Đây, đội trưởng Quỳnh Lập đã bấm chuông và sử dụng một cái quyền gì đó, chẳng hay đó là quyền gì. Có một cái sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn. Có một cái chút lớn cấn ở đây. Lớn cấn gì? Tại biết sao không? Bạn Chi đã chủ động chọn cái bài đó. Nhưng cái bài đó lại là cái bài sở trường mà tuyệt vời nhất của bạn Lâm. Nhưng mà tại hồi nãy bạn Chi bị chọn nên năm đó là không thấy bạn Lâm. Vậy bây giờ em dùng cái quyền gì đưa ra? Đương nhiên là cái quyền chuyển. Có nghĩa là sẽ chuyển một đấu sĩ khác lên thay thế vị trí của Khánh Chi. Khánh Chi về đây con. Con về đi. Chuyển từ đầu. Lát nữa lựa cái bài tốt hơn hát nha con. Mời con càng ra sàn. Cố lên con trai. Quỳnh Lập đó. Với Khánh Chi thì em dặn con sẽ quay mỗi khi bên đây hát. Vậy với Lâm thì em dặn điều gì? Con lộn mèo được không? Hả? Khó quá vậy? Khó quá hả? Bên kia quay mấy cái còn dễ. Chứ giờ em tưởng tượng đi. Đây vừa mới hát câu tôi ôm con sáo bé bồng của tôi, bên đây hát. Ê anh ơi trời ơi. Chết anh Nghĩa ơi, lớn tuổi vậy. Anh Nghĩa ơi. Rồi bên kia anh hát câu cái mình lộn lại vậy. Em sợ quá anh, lộn sợ sập cái sân khấu này luôn á. Thì đó làm đúng theo ý của em. Thôi cái lời bước khuyên lên bước xuống nhẹ nhàng vậy thôi, nhún nhảy nhẹ nhàng thôi, theo nhịp điệu đàng hoàng. Bước lên bước xuống nhẹ nhàng vậy thôi. Dạ đúng vậy. Nhớ nha con. Vâng ạ. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. 3, 2, 1. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng. Mèo thôi thôi con đừng làm, đừng làm. Thương nhau quấn quýt lá châu cầu, yêu nhau hoa đã chờ nhau. Thương nhau quấn quýt lá châu cầu, yêu nhau sau đường về biên cương. Một ngày mùa thu hồng hà, mùa thu đầy gió, có sáng sáng sao và gió. Cô xin thương anh lồi sao, lồi sao tìm anh. Có sáng sao, có sáng gió đời bay xa. Hay quá, xuất sắc, hay quá. Mời hai con đến đây. Cũng là ngang tài ngang sức. Trời ơi, Rồi hết rồi, hết rồi. Ê, á, nhức nách, nhức nách. đội mình hay, mình có quyền võ. Sao cái cảm giác phê mà nhức nách luôn hả? Dạ. Cái là nhức tới nỗi bây giờ mình không có võ để mình võ được, Đúng mà rồi, mình phải chỉ vậy. kẹp cái nách lại cái tay thôi. Bình thường là ta sẽ dỗ vậy, em cứ Không diễn tả được cái cảm giác của em luôn á. quá Lập. phê luôn anh ơi. Nói chung là một cảm giác nhức nách. Mình nghe coi các cô chú nhận xét như thế nào về cái bài hát này của mình nha. Xin mời các cô chú của sứ giả âm nhạc. Về cái phần thi vừa rồi á, thì nhìn chung á, thì hai bạn đã thể hiện tròn chỉnh cái tác phẩm Ngẫu hứng sông Hồng. Bé Gia Hưng, con thì con vẫn giữ vững cái phong độ tốt từ vòng đầu cho đến bây giờ. Tuy nhiên con lưu ý một tí cho chú, đó là về cái khoảng âm trầm á, thì của con nó hơi bị mờ mà chú nghe không có rõ. Thanh Lâm, chú thì chú rất ấn tượng với giọng hát của con. Con cảm ơn ạ. Con hát mà chú phải sởn da gà. Và xin chúc mừng hai con. Cảm ơn chú Đạt. Cảm ơn chú ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô nàng kiều nữ. Sở dĩ mà Nguyên Khang gọi là kiều nữ bởi vì cô không chỉ xinh xắn mà còn gắn với một cái vai diễn đã ghi được dấu ấn của mình trên truyền hình. Hôm nay thì nữ diễn viên xinh đẹp này sẽ kể cho chúng ta nghe về cái khoảnh khắc chạm đến vinh quang và thành công của mình như thế nào. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Ngọc Lan. Chào Khang. Xin mời Ngọc Lan ngồi ạ. Thưa quý vị, Ngọc Lan thì chắc là quý vị không còn xa lạ gì nữa, bởi vì đây là một cô nàng có rất là nhiều tài. Diễn viên cũng đóng rất là tốt, rất là xuất sắc. Và mới đây thì mọi người biết đến với vai trò là MC. Nhưng mà nếu nói về cái cột mốc diễn viên trước đi, thì những cái khoảnh khắc nào là đỉnh cao, những cái khoảnh khắc nào mà rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của Ngọc Lan? Nếu mà nói về dấu ấn á, thì sẽ nói về phim Kiều Nữ và Đại Gia. Còn nếu mà nói về những cái khoảnh khắc rực rỡ của bản thân mình á, thì có lẽ phải nói đến là trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015. Đó là cái giai đoạn mà Lan gọi là vàng son của Lan. Rực rỡ, giai đoạn hoàng kim đỉnh cao, đúng không? Hoàng kim đỉnh cao, vàng son, rực rỡ. Nói chung là những cái gì mà nó lấp lánh, lung linh và nó nhớ hoài á, thì nó sẽ là ở trong cái giai đoạn đó. Vào cái thời điểm đó thì mình được biết đến với cái giải thưởng cho bộ phim nào? Thời đó thì cái vai diễn mà mang đến cho mình nhiều cái giải thưởng, đó là vai Hương Thảo trong phim Thuyền Giấy. Là mình được giải vàng của Cánh Diều Vàng, rồi giải vàng của Liên hoan truyền hình toàn quốc. Đó là phim truyền hình. Phim truyền hình. Lan có duyên với phim truyền hình hơn là phim điện ảnh. Vâng. Thì cái vai đó là về một cô gái có tính cách như thế nào? Một cô đào thương. Đào thương. Một cô gái rất là khổ. Khổ. Không cha không mẹ, không gia đình. Lấy chồng thì chồng phản bội. Cô chỉ có một cái nơi, một cái điểm tựa duy nhất, đó là đứa con trai của mình. Nhưng mà đứa con trai cũng lại qua đời vì một cái trận đuối nước. Bi kịch. Cho nên nói chung là cuộc đời cô này rất là khổ. Mà người ta nói là cuối đường hầm thì sẽ có ánh sáng, nên Hương Thảo là một nhân vật có ánh sáng. Cuối đường hầm lấy được chồng tốt hơn. Có được người chồng tốt hơn, giàu hơn. Giàu hơn. Bởi vậy tôi nói đôi khi nhiều khi khán giả mà mình đóng những cái vai sung sướng quá, hạnh phúc quá thì khán giả chả bao giờ nhớ đến mình. Nhưng mà mình đóng những cái vai mà nó có nhiều bi kịch, nó ra mình gọi là drama nhiều quá, thì đôi khi khán giả người ta thấy thương, thấy đồng cảm, đúng không? Ai ngờ một khuôn mặt đẹp vậy, sướng như vậy mà được đạo diễn giao toàn vai khổ thôi. Thời điểm đó là đóng chỉ toàn vai khổ thôi. Sau cái Thuyền Giấy thì Lan cũng làm cái Mặn Hơn Muối, cũng của đạo diễn Nhâm Minh Hiền luôn. Và cũng một cái vai mà nó khổ còn hơn cái vai của Thuyền Giấy nữa. Ở Mặn Hơn Muối tức là mình khổ từ đầu đến cuối cùng thì mình tưởng là mình sẽ chạm tới được cái hạnh phúc, nhưng mình lại mắc một cái căn bệnh và mình phải qua đời. Nhưng mà sau cái Thuyền Giấy đó là cái vai diễn là đạt được giải thưởng cao, một loạt cái giải thưởng, thì có những cái giải thưởng nào tiếp theo không? Vừa rồi thì Lan có được 2 cái giải thưởng cũng cho một nhân vật. Đó là vai dì Trang của phim Luật Trời. Thì nó lại là một cái vai tính cách hoàn toàn trái ngược với Thuyền Giấy. Một vai rất là ác, rất là xấu tính. Thì năm vừa rồi là được 2 giải, cũng là giải vàng của Liên hoan truyền hình toàn quốc và một cái giải của báo Ngôi Sao.net bình chọn, giải ngôi sao của năm. Nếu vậy thì Lan thích người ta yêu Lan ở vai chính diện, số phận, hay là yêu Lan ở vai phản diện? Lan thích khán giả yêu Lan hết. Lan đóng vai gì Lan cũng muốn khán giả yêu. Nhưng mà thường là khán giả khi mà bạn đóng như vậy thì tôi nghĩ là chắc cũng có vào inbox, cũng có vào comment, cũng nói rất là nhiều về những cái vai diễn của mình. Trước đây á, khi mà Lan có một cái vai phản diện mà Lan làm thì Lan bị chửi rất là nhiều. Thậm chí là mọi người inbox cho Lan và dùng những cái từ rất là thô tục và ham đánh nữa. Trời, ham đánh nữa. Nhưng mà sau cái vai đó thì đến sau này khi mà Lan làm cái vai dì Trang và Lan được 2 cái giải thưởng đó và tiếp tới cái phim đó là Mặt Nạ Gương, thì hầu như khán giả lại có một cái sự khao khát, đó là những cái toan tính, những cái âm mưu của các nhân vật mà Lan thể hiện nó phải thành công. Tức là mọi người bị giống như bị ghiền Lan ác hay sao á, mọi người bị ghiền những cái sự toan tính đó ở trong nhân vật do mình thể hiện. Nên mọi người hiện tại thì mọi người lại thích Lan làm vai ác nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách dành cho Ngọc Lan. Quý vị biết không, ở đây thì bé biên tập nó chuẩn bị, nó nói là em nghe nói chị Ngọc Lan rất tài năng trong việc hóa thân thành những nhân vật đa nhân cách. Em mạo muội thay mặt cho hàng triệu khán giả truyền hình đang xem chương trình này, muốn chị Ngọc Lan thị phạm trên sân khấu. Thôi em ơi, sao em viết một cái lá thư mà nó tinh tế, mà nó văn chương đến như vậy? Bé biên tập đó chứ không phải MC đâu. Bây giờ chúng ta sẽ gói gọn có một câu thôi mà làm mệt lắm á. Bây giờ bé biên tập nó nói khán giả có đề xuất một số cái thử thách sau đây. Thứ nhất, cô gái nhõng nhà nhõng nhẽo. Bây giờ cô nhõng nhà nhõng nhẽo đòi tôi mua một cái điện thoại xịn cho mình nhân dịp sinh nhật, rồi nhõng nhẽo đi. Về em nói anh nghe nè. Nói là em đi học á, em thấy bạn của em á là nó chụp hình rất là đẹp luôn. Vậy hả? Vậy nhờ nó chụp cho. Không, nhưng mà tại vì ví dụ như bây giờ em ở nhà với anh thì làm sao mà nó chụp hình cho em được? Kêu nó qua, bữa nào mời nó ăn tiệc rồi lấy máy ảnh nó chụp. Không thể nào mà vì một tấm hình mà mình kêu người ta qua mình đãi tiệc, tốn tiền lắm anh ơi. Thay vì cái tiền đãi tiệc đó đó, sao anh mua cho em một cái điện thoại giống y chang như vậy, em chụp hình đẹp lắm rồi em chụp cho anh luôn. Có lý ha. Hay là vậy đi, mỗi tháng thay vì đưa hết tiền lương cho em, anh giữ lại tí xíu rồi mình gom lại đủ khi nào có tiền mình mua. Thôi bỏ đi anh ơi. Trời, thôi thấy hết nhõng nhẽo liền. Cái bà nhõng nhẽo là bà phải làm cho tới cùng để khi nào bà có được cái điện thoại. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Ngọc Lan. Bây giờ chúng ta sẽ đến với người bán hàng khó tính. Mới sáng sớm mở cửa ra gặp hỏi đi, mua hàng mà trả giá. Đi. Chị ba, em mua cái gì cưng? Em mua 1 ký đường. Em ở đây chị chỉ bán nửa ký thôi. Không có bán ký. Bán nửa ký rồi hả? Hay là bán nửa ký thôi. Bây giờ em mua nửa ký rồi em đi về rồi em qua lại mua thêm nửa ký nữa cho là đủ 1 ký. Lẹ đi, chị đang bận chuyện. Bận lắm, không có tiếp được. Bây giờ mua không? Không mua đi về. Có mua không? Nửa ký. Mua, em mua. Cái nết được ra, cái nết nha. Cái nết bà này mà sáng mở hàng là thế nào cũng giãn khách. Cái nết như vậy là không bao giờ ai mua hết. Được. Thật thú vị, cô ấy có thể biến hóa được nhiều tính cách, nhiều giọng nói, nhiều nhân cách khác nhau. Lan này, trong cái suốt mà cái quá trình mà mình làm nghệ thuật á, thì ai là người có cái sức ảnh hưởng đối với bản thân của bạn nhiều nhất? Nếu mà nói cái người mà ảnh hưởng á, thì cái cách diễn của Lan á, Lan ảnh hưởng bởi 2 người. Đó là chị Hồng Ánh với lại cô Ái Như. Có 2 người nữa mà Lan rất là muốn nhắc, đó là cái người mà đưa Lan là một cái cầu nối để mà Lan trở thành diễn viên, đó là nghệ sĩ Nguyễn Châu. Chú Nguyễn Châu là cái người mà đóng MV chung với Lan cho cái nhóm The Win á. Lúc đó thì Lan chưa có đi quay phim đâu. Lúc đó thì chú mới hỏi là con có thích đóng phim không? Thì mình thích mà, mình thích, mình nói mình thích, thế là chú giới thiệu qua cho chú đạo diễn Đinh Đức Liêm để mà làm cái phim Công ty thời trang. Cho nên là từ đó mà Lan đi vô cái con đường nghệ thuật thứ bảy luôn. Và cái người thứ hai Lan luôn luôn nhớ cho đến tận bây giờ, nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng. Cô là cái người khóc rất là giỏi. Cho nên là mình hỏi cô ơi sao mà cô khóc hay vậy, con không khóc được. Thì cô mới dạy mình một câu, đó là khi mà con yêu được nhân vật của con, con thương được nhân vật của con, thì khi nhân vật của con nó khổ, nó rơi nước mắt là tự động con sẽ rơi được nước mắt. Mà đúng thiệt. Đó là cái câu kim chỉ nam cho đến bây giờ có được Ngọc Lan của ngày hôm nay. Và là cái câu mà Lan luôn truyền lại cho các bạn. Nếu như các bạn mà hỏi Lan thì Lan sẽ luôn nói với các bạn như vậy. Cảm ơn Lan. Tôi nghĩ những người thầy mà dạy mình trong cuộc đời, có thể họ không dạy một cách trực tiếp, hoặc cũng có thể họ dạy trực tiếp, thì dù cách nào đi nữa thì cũng là cái cách mình truyền cái đam mê ngọn lửa cho Ngọc Lan để có được một cô gái được quý vị khán giả yêu mến như hiện giờ, đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta khép lại cái cuộc trò chuyện này thì Ngọc Lan có muốn nói điều gì với những khán giả hâm mộ yêu mến cái tài năng diễn xuất của mình hay không? Ở cái khoảnh khắc rực rỡ như thế này nè, Lan cũng nó cũng không có cái gì ngoài cái lời cảm ơn mà của khán giả dành cho mình. Có khán giả thì Lan mới có được những cái khoảnh khắc rực rỡ. Cho nên là Lan rất là mong tất cả những khán giả của mình đã từng yêu thương mình thì lỡ thương rồi thì thương cho trót, thương Lan cho đến khi mà Lan không còn khả năng diễn xuất nữa. Cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Thưa quý vị, với Ngọc Lan, một cô gái cháy bỏng cái niềm đam mê đối với nghệ thuật diễn xuất và xuất thân không phải là một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng cái duyên, cái nghề đã đưa bạn ấy đến những cái vai diễn với những cái giải thưởng được khán giả yêu mến. Cảm ơn quý vị đã theo dõi khoảnh khắc rực rỡ. Và đừng quên chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc 19h35 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sao Đỉnh Cao thực hiện. Một lần nữa, diễn viên Ngọc Lan và Nguyên Khang. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.